Xin chào các bạn, mình là Ong Mật đây. Hôm nay sẽ đem đến cho các bạn phần 2 của bộ phim Làm Vợ Anh nhé. Nếu ai chưa xem phần 1 thì hãy ghé qua kênh của Ong Mật nhé. Link phần 1 mình để trong phần mô tả cho mọi người tiện theo dõi nhé. Ok, bắt đầu thôi. Hóa ra hôm nay, em gái Yuha đã nghe được một số lời đồn trong nội bộ công ty Hai Gia rằng gia đình chồng cũ của Yuha đã công bố thông tin cô ly hôn. Ai cũng nói là lỗi của chị, nội bộ công ty Hai Gia đều nói là do chị ngoại tình, ăn trộm đồ nên mới ly hôn, nói rất khó nghe. Điều này làm Yuha vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Chị chồng cũ của Yuha nhìn thấy thông báo công ty vừa đăng lên thì cực kỳ mãn nguyện. Nếu như truyền thông liên hệ tới thì cứ làm theo thông báo đã viết, đem hết lỗi đổ cho Park Yuha, làm mọi người đều nghi ngờ cho rằng cô ta ngoại tình nên ly hôn. Đúng vào lúc này, chị chồng trước của Yuha gọi điện tới. Ngày mai tới văn phòng của tôi một chuyến. Yuha, vì con gái Eunsu mới liên tục nhẫn nhịn những gì gia đình chồng đối xử với cô. Không ngờ sau khi ly hôn, bọn họ vẫn không chịu không buông tha cho cô. Yuha đến gặp người chị chồng. Là cô cố ý làm mọi người nghĩ rằng tôi làm sai cái gì mới ly hôn đúng không? Tôi chỉ muốn nói cho nhân viên biết ngay cả khi Sang Un ly hôn, cổ phần công ty cũng sẽ không thay đổi. Vậy nên liền biến tôi thành đứa con dâu bị đuổi ra khỏi nhà sao? Ngoại tình, ăn trộm, khiến mọi người chỉ nghi ngờ một mình tôi. Vậy Eunsu phải làm sao? Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Nó cũng không phải con của Sang Un. Cho dù nhà chồng cũ có đối xử với cô như thế nào, cô cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ lời bịa đặt này đã truyền ra rồi, con gái Eunsu của cô sau này phải làm như thế nào? Nghĩ tới những gì người chị chồng độc ác đối xử với mình, cô liền không cách nào có thể nhẫn nhịn được nữa. Chúng tôi sẽ không trả tiền phụ cấp nuôi dưỡng. Con của cô thì cô tự đi mà nuôi. Nếu như cô và con của cô còn dám có bất kỳ dính líu gì với nhà chúng tôi, thì cô coi chừng đó. Yuha bất ngờ đi vào phòng họp, đổ nguyên một cốc nước lên đầu bà chị chồng sau đó tao nhã rời đi. Bị sỉ nhục như vậy trước mặt tất cả các cổ đông lớn trong công ty, cô ta thực sự tức điên rồi. Giám đốc bệnh viện mà Yuha đang làm việc, sau khi trở về bệnh viện liền vội vàng đem hết những chuyện vừa rồi của Yuha kể cho Eunte. Chỉ cần Yuha vẫn còn ở đây, bọn họ sẽ không đầu tư vào bệnh viện chúng ta. Tôi nhất định phải đuổi cô ta đi. Em vợ, cậu nhất định không được giúp cô ta. Eunte chạy tới phòng làm việc của Yuha, nhìn thấy cô không có ở đó. Lúc đang chuẩn bị quay người rời khỏi lại nhìn thấy Yuha đang ngồi xổm ở góc tường. Sao cô lại ngồi ở đây? Tôi đã không còn đường nào lui nữa rồi, bây giờ tôi chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Cái tôi muốn chỉ là sống một cách bình yên cùng với Eunsu thôi. Nhưng chuyện đơn giản như vậy bọn họ cũng nhất định không đồng ý. Vậy nên sau này đừng kêu tôi trốn tránh nữa. Tôi không thể chạy trốn nữa rồi. Lúc về đến nhà, Yuha kể hết sự tình cho chị em của cô. Chị đã không còn chỗ nào để trốn nữa rồi, có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể chiến đấu đến cùng thôi, lâu lắm rồi mới thấy chị thế này đó. Bây giờ chúng ta cũng có một chỗ dựa vững chắc rồi. Em đừng có nghĩ đến việc đi tìm thím Mi-ơn giúp đỡ. Nhìn đứa con gái bảo bối của mình, đây có lẽ là lý do giúp Yuha tiếp tục kiên trì. Tôi sẽ đích thân tới bệnh viện Sihan để ký hợp đồng, vậy nên trước lúc đó làm phiền ngài nhanh chóng đuổi Yuha đi hộ tôi. Giám đốc của bệnh viện gọi Yuha tới, bảo cô không cần bàn giao nhân sự nữa, bây giờ nhanh chóng thôi việc đi. Trong hôm nay bắt cô ta rời khỏi, nếu như cô ta không chịu đi thì gọi bảo vệ tiễn cô ta đi. Vâng. Yuha làm sao có thể cam chịu bị đuổi đi như vậy, cô trở về phòng làm việc của mình rồi khóa cửa lại. Này, mở cửa. Park Yuha, mở cửa ra. Này, cô ta thật sự điên rồi sao? Eunte biết được chuyện này liền lập tức chạy tới. Nếu như tiếp tục để cô ta như này, chúng ta sẽ không ký kết được với Hai Gia. Tôi không quan tâm. Cái gì? Dù sao bản hợp đồng đó tôi cũng sẽ không để anh ký. Cái thằng này, không cẩn thận xem xét các điều kiện mà Hai Gia đưa ra đã vội vàng ký kết hợp đồng với bọn họ. Lẽ nào cậu nhất định phải như này sao? Nhân lúc tôi vẫn coi anh là anh rể thì anh nên quay về đi. Cô thật sự muốn ở lại đây sao? Đúng vậy. Vậy thì ở lại đi, cứ việc làm theo ý muốn của cô là được rồi. Tôi sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Vào lúc cô bơ vơ nhất vẫn may còn có một người ủng hộ cô. Điều này làm nước mắt của Yuha nhịn không nổi mà rơi xuống. Cùng lúc đó người chị chồng trước tới bệnh viện. Ngài tới rồi, lẽ ra phải là tôi đi qua đó. Park Yuha tại sao lại ở đây? Tôi là trưởng nhóm tổ đầu tư của bệnh viện Sihan, Park Yuha. Ông đây là đang đùa với tôi sao? Bản hợp đồng này chỉ bảo vệ lợi ích đơn phương của Hai Gia. Là bản hợp đồng không hề công bằng. Thân là trưởng nhóm tổ đầu tư, tôi sẽ công khai những vấn đề có trong bản hợp đồng này, ngăn cản việc ký hợp đồng này. Mời giám đốc Che Hee-kyung đi cẩn thận. Nhìn thấy người em dâu từng khúm na khúm núm, đối với mình bây giờ lại dám nói với mình những lời như vậy, khiến cô ta tức phát điên. Hôm đó, em gái Yuha từ miệng của cháu gái biết được chị hai của mình bị bệnh viện đuổi đi, không thể ở bệnh viện làm việc nữa. Đã là thời đại nào rồi vẫn còn nhà chồng bắt nạt người như vậy, tôi phải vạch trần bộ mặt thật của nhà họ Che đó. Cô em gái hùng hùng hổ hổ đến trụ sở chính của Hai Gia. Mời xem qua một chút ạ. Mời xem qua một chút.
cô dựa vào cái gì mà đuổi chị tôi ra khỏi bệnh viện? Thì ra đây đều là cảnh tượng mà Sun Ha tưởng tượng ra. Cô chị chồng nhìn thấy nội dung trên tờ truyền đơn trong tay cô, trực tiếp cho người đi báo cảnh sát, không ngờ Sun Ha lại thật sự bị nhốt lại. Ngài cảnh sát, mau thả tôi ra ngoài. Tôi muốn ra ngoài. Bố của Yu Ha đang ngồi nói chuyện vui vẻ với dì Mi Eun thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Bố Yu Ha không muốn làm phiền Mi Eun nên quyết định một mình đi. Dựa vào tôi một chút đi, Park Hyo Sop. Sun Ha, bố, sau khi quay về, em gái nhỏ đem tất cả mọi chuyện nói cho bố. Bọn họ nói Yu Ha làm sai cái gì? Bọn họ nói chị ngoại tình. Mấy người đó thật quá đáng. Cùng lúc đó, cô chị chồng lại gọi điện thoại cho Yu Ha. Bây giờ cô qua phòng làm việc của tôi ngay. Có chuyện gì thì cô tự tới tìm tôi đi. Nhìn thấy Yu Ha kiêu căng như vậy làm cho cô chị chồng nhất thời không chấp nhận được. Cô muốn cái gì? Tôi muốn ở trước mặt Eun Soo có thể không thẹn với lòng. Tôi không muốn làm con gái tôi vì lý do mẹ ngoại tình mà phải chịu tổn thương. Không muốn bị coi là ngoại tình ly hôn sao? Nhưng tôi đã quyết định phải làm như vậy rồi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể đá chọi với đá rồi. Cô cứ đợi bị tôi vạch trần đi. Eun Soo thật sự là được nhận nuôi sao? Không phải sao? Đây là báo cáo sàng lọc bệnh tiểu đường cho phụ nữ mang thai của cô. Chuyện cô không thể mang thai được là nói dối đúng không? Eun Soo là cô sinh đúng không? Tất cả mọi người đều biết là tôi không thể sinh con được. Eun Soo không phải là con của tôi. Vậy nên tất cả người thân và gia đình đều bị tôi lừa rồi. Những lời như vậy sao tôi có thể nói ra được hả? Yu Ha vì bảo vệ tự tôn của người chồng trước nên mới một mực che giấu sự thật anh ta không thể sinh con. Nhưng sau khi ly hôn, người chị chồng còn liên tục hiểu lầm cô, còn chửi bới cô vì ngoại tình và ăn trộm đồ mới bị đuổi ra khỏi nhà. Vốn dĩ tôi còn định bỏ qua cho cô, nhưng mà một trưởng nhóm đầu tư nhỏ bé lại dám phá hủy việc kinh doanh của chúng tôi. Tôi vì nể mặt Sang Hun mới nhẫn nhịn cô. Cô thì ngay cả một chút tin đồn này cũng không chịu được. Vậy thì tôi sẽ biến tin đồn đó thành sự thật. Cứ tự nhiên. Nếu như cô cảm thấy không phải nhận nuôi là do tôi ngoại tình rồi sinh ra Eun Soo, thì tại sao vẫn còn phải hỏi tôi? Cô nên trực tiếp đi hỏi Sang Hun. Chị em hai người trò chuyện cẩn thận đi. Bố của Yu Ha biết được chuyện này cũng tức giận không thể chịu nổi. Lúc ly hôn, chúng ta lặng lẽ phối hợp với bọn họ liền xem chúng ta như con mèo bệnh. Cô Che Hi Kyung, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nếu như ông đã tới rồi, tôi sẽ nghe xem ông muốn nói cái gì. Đối mặt với chất vấn của bố Yu Ha, người chị chồng liền ném cho ông xem một tờ kết quả giám định. Yu Ha nói cô ta không thể mang thai mới nhận nuôi đứa con. Không thể mang thai, không cần biết có phải là nhận nuôi hay không. Không phải là con của Sang Hun cũng không sao. Nhưng vấn đề chính là Eun Soo có khả năng là do Park Yu Ha tự mình sinh ra. Tôi nghĩ việc cô ta ngoại tình không phải chỉ là lời bịa đặt, mà là sự thật. Che Eun Soo là đứa con riêng của Park Yu Ha. Tôi sẽ quay về hỏi nó rồi lại đến gặp cô. Yu Ha không liên lạc được với người chồng cũ Che Sang Hun, chỉ có thể đến gặp riêng luật sư của hắn. Nếu như anh ta còn tiếp tục trốn điện thoại của tôi, sau này anh ta nhất định sẽ hối hận. Không phải anh ấy tránh điện thoại của cô, anh ấy đang bận giải quyết vấn đề thừa kế của Eun Soo. Nghe được lời này làm Yu Ha dường như nhớ lại cái gì đó. Eun Soo con gái của mình sao có thể có vấn đề thừa kế tài sản chứ? Luật sư cũng cảm thấy mình hình như đã nói sai rồi. Yu Ha hiểu rất rõ bố chồng cũ, ông ta sẽ không bao giờ đem tài sản cho đứa trẻ không phải của gia đình bọn họ. Lẽ nào hai chị em bọn họ đã lừa chủ tịch sao? Lúc Yu Ha về đến nhà thì thấy người bố đã đợi cô rất lâu rồi. Ông đem chuyện hôm nay đi gặp chị chồng của Yu Ha kể hết cho con gái nghe. Hơn nữa cũng biết Eun Soo không phải con của con rể Che. Ngay cả bố cô ta đã dùng thái độ như thế để nói chuyện, thì chắc cô ta đối xử với con còn quá đáng hơn đúng không? Tại sao con phải nhẫn nhịn cuộc sống như vậy? Con là niềm tự hào của gia đình chúng ta. Cứ nói ra, bố sẽ giúp con mà. Cứ xem như bố không quyền không thế, nhưng bố vẫn có thể lắng nghe con, giúp con mắng chết bọn họ. Yu Ha có chút tự trách và buồn bã bởi vì lại làm bố phải thay mình lo lắng. Lúc đó nước mắt của Yu Ha không kiềm được mà rơi xuống. Sang Hun anh ấy bị bệnh vô sinh, anh ấy vì con mà từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Con muốn giúp anh ấy che giúp yếu điểm duy nhất của anh ấy. Eun Soo thực sự là được nhận nuôi sao? Eun Soo không phải là được nhận nuôi. Ngày hôm đó, chị chồng của Yu Ha biết được Yu Ha đã biết chuyện Eun Soo được thừa kế tài sản, nhưng cô ta lại không hề để Yu Ha vào mắt. Cô ta mang theo con gái riêng thì có thể làm được cái gì? Cô ta luôn muốn đuổi Yu Ha ra khỏi nơi làm việc của cô, nhưng lại biết được bệnh viện luôn có một người giúp đỡ Yu Ha. Cô ta tới trường mẫu giáo của con gái Yu Ha lại đúng lúc nhìn thấy người trước nay luôn giúp đỡ Yu Ha đang ở bên cạnh Eun Soo. Điều này làm cô ta bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa người đàn ông này và Yu Ha. Đúng lúc này Yu Ha đang chuẩn bị cho một việc quan trọng. Chỉ cần cô đồng ý thì rất có khả năng sẽ thắng kiện. Eun Soo đi với cô nào? Không cần đâu. Mẹ của Eun Soo sẽ đến đón con bé. Anh không nghe thấy sao? Tôi là cô của con bé, tôi phải mang con bé đi.
người chị chồng muốn mang Eun-soo đi, cô ta muốn đem con bé đi làm xét nghiệm DNA. Eun-tae thấy hình như có gì đó không ổn lắm, bảo Eun-soo quay lại phòng học. Ở trước mặt con nít mà cô lại nói những lời gì thế hả? Anh không tò mò kết quả xét nghiệm DNA sao? Tôi cũng rất tò mò đó. Tôi đã nói rồi, tuyệt đối đừng có đụng vào người nhà của tôi. Nếu không sau này cô nhất định sẽ hối hận về những việc mà cô đã làm. Tôi nhất định sẽ làm cô hối hận. Ngày hôm đó, bố của Yuha đi cùng với dì Mi-eun đến gặp mặt bạn bè. Không ngờ người đàn ông trước mặt lại chính là giám đốc bệnh viện mà Yuha đang làm việc. Hơn nữa lại còn là người luôn căm ghét Yuha. Ây da, thật là... Không lẽ nhất định phải thuê người lôi cổ người phụ nữ đó đi sao? Ở bệnh viện của ngài xảy ra chuyện gì sao? Trước đây vì tìm kiếm đầu tư nên mới mời con dâu của tập đoàn Hai ra về. Cô con dâu đã ly hôn đó đúng là tai họa mà. Để tôi nói cho cô nghe, cả đời tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào khó đối phó như cô ta. Mặc dù tôi có đuổi như thế nào cô ta đánh chết cũng không chịu đi. Cũng đúng, vì cô ta là con dâu của tập đoàn Hai ra cơ mà, nên cho dù không có chỗ dựa, nên cô ta mới cứng đầu cứng cổ. Thật đúng là... Nghe thấy người khác nói như vậy với con gái mình, ông bố thật sự tức giận rồi. Ở bên này, người chị chồng đang trầm tư suy nghĩ, cô ta lấy đâu ra lá gan to như vậy? Lẽ nào có chuyện gì mà mình không biết ư? Nhưng phản kích của Yuha vẫn chưa kết thúc. Cô tới văn phòng luật sư. Tôi tới để ủy thác kiện tụng. Vậy thì đành nhờ cô giúp đỡ rồi. Tôi đang đợi cô liên lạc đây. Tuy nhiên toàn bộ cảnh này lại bị luật sư riêng của nhà chồng cũ nhìn thấy. Gần đây hay gặp nhau thật đấy. Đúng vậy. Xem ra sau này sẽ thường gặp nhau nhiều hơn rồi. Bởi vì tôi đang định kiện một vụ kiện lớn hơn. Vụ kiện sẽ được ủy thác cho công ty các anh. Các anh chắc là sẽ không vi phạm nghĩa vụ bảo mật của luật sư chứ? Người chị chồng cũng không hề lép vế. Cô ta cầm lấy báo cáo xét nghiệm DNA của con gái Yuha. Kết quả cho thấy nghi ngờ của cô ta là đúng. Cô ta đi tới bệnh viện nơi Yuha làm việc, khuôn mặt không giấu nổi đắc ý. Cô đem bản báo cáo đưa cho người đàn ông luôn giúp đỡ Yuha xem. Cái này có thể chứng minh Eun-soo là do chính Park Yuha sinh ra, còn nữa đây cũng là bằng chứng cho việc Park Yuha ngoại tình. Nếu như cô nghĩ rằng tôi xem cái này xong sẽ đuổi Yuha ra khỏi bệnh viện, thì chứng tỏ cô đã nghi ngờ quan hệ của chúng tôi rồi. Nếu như cô có thể ra ngoài ngay bây giờ, tôi sẽ cực kỳ biết ơn. Vốn nghĩ có thể dùng chuyện này đả kích Yuha, nhưng kết quả lại làm cô ta thất vọng. Đi xác nhận xem quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào. Vâng, Eun-tae đem báo cáo xét nghiệm đưa cho Yuha, điều này làm cho Yuha có chút xấu hổ. Jae-hee-kyung có tới tìm tôi, cô ta chắc là muốn dùng cái này để chứng minh cô ngoại tình. Xem ra cô ta cực kỳ nghi ngờ mối quan hệ của hai chúng ta. Xin lỗi, tôi nhất định sẽ tìm cách để cô ta không tới tìm anh nữa. Eun-tae nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Yuha làm anh ta có chút tức giận. Xin lỗi, tôi biết anh rất thất vọng với tôi. Tôi không có thất vọng về cô. Tôi cũng nghĩ bản thân sẽ thất vọng nhưng không ngờ lại là lo lắng cho cô. Vậy tại sao anh lại tức giận như vậy? Tôi không muốn nhìn thấy cô bởi vì loại người như vậy mà cảm thấy mất mặt. Đây có lẽ là khoảng cách hợp lý nhất rồi. Mọi người sẽ không hiểu lầm, cũng giữ được không gian thích hợp cho nhau. Khoảng cách này vừa đủ. Park Hyo-sop cùng với Jin-hee đi gặp mặt bạn bè. Nhưng không ngờ người bạn này lại là giám đốc bệnh viện, người đang câu kết với người chị chồng của Yuha, lại còn ở trước mặt mọi người sỉ nhục Yuha. Ông bố đương nhiên không thể nhịn nổi, nhưng bởi vì nể mặt Jin-hee nên ông không hề làm ra hành động quá khích, chỉ nhanh chóng rời đi. Giám đốc tất nhiên không biết quan hệ giữa Yuha với người đàn ông ở trước mặt, nên điều này làm ông ta có chút hoang mang. Ông làm sao vậy? Sao lại có thể loại người như vậy chứ? Cái gì? Sao lại có thể dùng mấy câu nói liền đem người khác biến thành tồi tệ như vậy? Hay là nhân viên của ông ta thật sự là một đứa mất dạy? Ngày hôm đó, người chị chồng của Yuha hẹn gặp mặt bố của cô. Lần này cô ta lại đem kết quả xét nghiệm DNA đưa cho bố của Yuha xem. Bà chị chồng này cũng thật cố chấp. Bọn họ sở dĩ ly hôn hoàn toàn là bởi vì Park Yuha đã ngoại tình. Nguyên nhân ly hôn không phải là vì Yuha. Eun-soo là con gái của Yuha. Nhưng người không sinh con được là con rể chê. Con gái của ông còn dám nói dối như này sao? Yuha nói bệnh viện bên đó có hồ sơ ghi chép, nếu cần thiết, nó có thể lập tức có thể đưa cô xem. Đừng dùng cách thức này gọi người ta đến nữa. Có phải cô rất xem thường chúng tôi không? Tôi cũng giống như cô, cực kỳ xem thường cô. Ông nói cái gì? Muốn đối mặt với truyền thông hoặc ra tòa, tôi đều có thể tiếp cô. Nhưng nếu như cô dám làm hại đến con hoặc cháu gái của tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ để cho mấy người biết tay. Vốn dĩ muốn dùng bản báo cáo này sỉ nhục gia đình nhà này, nhưng không ngờ lại bị người ta làm cho mất mặt. Cô ta tức giận lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng hỏi tình hình của em trai. Tôi không thể nói cho cô tình hình bệnh của ngài Chê, nhưng mà cô Park Yuha thực sự không hề bị vô sinh. Cô ấy rất bình thường. Ngày hôm sau, luật sư lại đem đến cho cô chị chồng một tin tốt. Cô ta kiện chúng ta sao?
cô ta có tư cách gì chứ? Cô ta rốt cuộc muốn kiện cái gì? Cô ta muốn khởi tố chuyện thừa kế tài sản của Ân Su. Tài sản không phải đã nói sẽ chuyển lại cho con của tôi rồi sao? Ân Su cũng không phải là máu thịt của Sang Hu. Tài sản của nhà chúng ta có quan hệ gì với cô ta chứ? Bố và chị gái của Yu Ha ở nhà cũng vì chuyện của Yu Ha mà lo lắng không thôi. Nhưng người bố vẫn tin tưởng vào cô con gái thứ hai của ông. Nó trước nay vẫn luôn là người ăn miếng trả miếng, nó nhất định sẽ giải quyết tốt. Yu Ha vẫn luôn đợi người chị chồng gọi điện thoại tới. Quả nhiên cô ta gọi tới rồi. Cô qua đây ngay lập tức cho tôi. Cô vẫn chưa rõ tình hình hiện tại sao? Cô không nên gọi tôi qua đó, phải là cô tự qua đây. Bác Yu Ha, tôi có hẹn với người khác rồi. Nếu như trong vòng 30 phút cô không qua đây có lẽ sẽ không gặp được tôi nữa đâu. Thật không thể ngờ chứng kiến bao nhiêu chuyện khác nhau, người chị chồng luôn kiêu ngạo hống hách cuối cùng cũng có ngày này. Lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Làm rõ ràng tình hình sao? Cô điên rồi sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng bình thường như này. Bây giờ người phát điên là cô. Tôi đã từng nói với cô là đừng có chọc tức tôi rồi. Nếu như bố biết được Ân Su không phải là con ruột của Sang Hun, ông ấy sẽ tuyệt đối không thể đem tài sản để lại cho Ân Su. Nhưng nhờ có hai chị em yêu tiền các người mà Ân Su cũng có phần. Tôi đã định sẽ lấy phần tài sản đó, đem tài sản giao ra ngoài. Sau khi ly hôn, đối mặt với sự sỉ nhục của người chị chồng, cô quyết định không nhịn nữa. Cô phải lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về cô và con gái. Tôi quyết định sẽ lấy phần tài sản đó. Cái gì? Đó là tài sản của Ân Su. Nó có tư cách gì chứ? Nó còn không phải là máu thịt của Sang Hun. Nhớ trước khi Ân Su ra đời, mỗi một chữ ký trên tài liệu, với chữ ký của Sang Hun, tất cả những tài liệu đó đều có thể chứng minh Ân Su là máu thịt của Sang Hun. Về mặt pháp luật, Ân Su chính là con ruột của Sang Hun. Tất cả tài sản mà con bé thừa kế được, tôi nhất định sẽ đòi trở lại, đem tài sản giao hết ra ngoài. Như này người chị chồng ác độc sao có thể để yên? Tất cả mọi thứ của cô rồi đều sẽ bị tôi cướp đi thôi. Công việc của cô, còn có người nhà của cô chỉ cần có thể cướp, tôi đều sẽ cướp đi. Tôi sẽ cho cô biết tay. Cô cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. Đối mặt với sự khiêu khích của người chị chồng, Yu Ha chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng này của Yu Ha làm người chị chồng này bất giác có chút chột dạ. Buổi tối, người bố đứng ở cửa đợi Yu Ha tan làm. Bố, con về rồi. Mệt rồi đúng không? Mau vào thôi. Bố và chị gái đều rất lo lắng cho cô. Con thật sự không sao chứ? Bố đừng lo lắng, chị cũng đừng lo lắng. Con đã có kế hoạch rồi. Cùng lúc đó, người chị chồng như con kiến bò trên chảo nóng, tâm tình như lửa. Tài sản của Ân Sun thật sự sẽ bị cô ta cướp đi sao? Bác Yu Ha bên đó đưa ra bằng chứng rất rõ ràng, không tìm ra cách để phản bác. Vậy nên chỉ có thể đem tài sản đưa cho cô ta sao? Ân Su có quyền thừa kế hợp pháp. Nếu như dựa vào luật pháp không giải quyết được thì dùng cách khác giải quyết đi. Không cần biết là cách gì, nhất định phải tìm được cách giải quyết, bắt cô ta phải đầu hàng. Điều duy nhất Yu Ha lo lắng là cô con gái Ân Su. Cô không muốn Ân Su chịu bất kỳ tổn thương nào. Vì con gái cô sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Ngày hôm sau, người chị chồng tới bệnh viện nơi Yu Ha đang làm việc tìm giám đốc bệnh viện. Chúng tôi đồng ý tuân theo điều kiện đã được sửa đổi trong hợp đồng của hội đồng bệnh viện Sihan. Yêu cầu của chúng tôi chính là mở rộng bộ phận phát triển. Bộ phận thiết bị trị liệu và quyền cho thuê của thương gia đều hủy hết đi. Điều này làm giám đốc rất bất ngờ, không ngờ cô ta lại có bước nhượng bộ lớn như vậy trong hợp đồng đầu tư. Chúng tôi còn có một yêu cầu khác, bây giờ không thể đuổi Park Yu Ha đi một cách đàng hoàng, thì hãy phá hủy cô ta hoàn toàn đi, làm cô ta rời khỏi bệnh viện, cho dù là bắt Park Yu Ha tới đồn cảnh sát hay là khởi kiện đều được. Tôi nhất định sẽ làm cô ta hối hận dám đến khiêu khích tôi. Giám đốc tìm đến Yu Ha chuyện hai gia nhượng bộ trong hợp đồng nói cho cô. Ông ta bảo bây giờ Yu Ha tốt nhất nên từ chức, nếu không sẽ làm cô phải hối hận. Lúc Yu Ha nhấc chân rời đi, giám đốc liền chuẩn bị để hãm hại cô rồi. Chúng ta có thể kiện cô ta biển thủ quỹ đầu tư. Nhưng mà thật sự sẽ không sao chứ? Nếu như đã có liên quan thì đương nhiên phải kiện cô ta rồi, lẽ nào như này là xong rồi sao? Đồng nghiệp trong bệnh viện nghe được tin vội vàng đến nói cho Ân Tê. Bây giờ tổ kế toán đang kiểm tra tài liệu của Park Yu Ha, tìm bằng chứng phạm tội của cô ấy. Nghe nói đội ngũ pháp lý bây giờ đang chuẩn bị đi tìm công tố viên để kiện Park Yu Ha. Cùng lúc đó, phú bà Jin Hee vừa hay đến bệnh viện để xin lỗi về việc bữa ăn tối hôm nọ. Đúng vào lúc này, Ưng Tê vội vã chạy vào. Cậu không nhìn thấy tôi đang có khách sao? Vậy thì cứ ở trước mặt khách nói chuyện đi, chúng ta một chút nữa hẵng nói chuyện, đợi đến lúc Park Yu Ha bị buộc tội oan rồi mới nói sao? Cuộc nói chuyện của bọn họ bị người mẹ kế tương lai của Yu Ha nghe thấy rõ ràng toàn bộ. Ưng Tê chạy tới phòng làm việc của Yu Ha. Sao anh lại tới đây vậy? Em rốt cuộc đã biết đến đâu rồi? Nghe nói Che Hee Kyung quyết định nhượng bộ trong hợp đồng. Điều kiện chính là em phải rời khỏi bệnh viện. Điều kiện chính là phải tố cáo em với công tố viên. Đội ngũ pháp lý đã bắt đầu động tay rồi. Bọn họ nhất định không từ thủ đoạn nghĩ cách kiện em. Ưn Tê không mong Yu Ha sẽ phải trải qua cuộc sống như thế này. Anh hy vọng Yu Ha rời khỏi đây, bởi vì anh sắp phải rời khỏi Hàn Quốc rồi. Xin em lúc anh không có ở đây đừng để bị ức hiếp. Giám đốc cầm lấy tờ văn kiện tới tìm Yu Ha. Bây giờ tổ pháp lý đã kết thúc toàn bộ việc điều tra rồi.
lập tức sẽ tố cáo cô với công tố viên. Đúng lúc này Mi-eun đẩy cửa bước vào. Cô Jin-hee, cô đi nhầm nơi rồi. Tôi là tới đây để tìm Yu-ha. Tìm Park Yu-ha sao? Đúng, con gái thứ hai của Park Hyo-sop. Cô là nói đến người mà cô đang qua lại sao? Vậy đây là con gái của bạn trai của cô, nhưng cô cũng phải công tư phân minh mới được. Anh ấy không chỉ là bạn trai của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Yu-ha sắp trở thành con gái thứ của tôi rồi. Đối mặt với phú bà giàu có Jin-hee, làm vị giám đốc này có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào. Cảm ơn bà. Không có gì, không cần phải khách sáo như vậy. Đáng tiếc, tôi vốn dĩ muốn để ba của con là người đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn này. Giám đốc về đến nhà liền phân vân không biết nên đứng về phe nào. Alo, cô Li ạ, tôi nghĩ chắc ông đang đau đầu không biết chọn phe nào. Tôi gọi tới là muốn cho ông một số tin báo. Che-hee-kyung lúc vừa về nước đã tới tìm tôi. Giám đốc Che-hee-kyung ngay từ đầu đã muốn đầu tư vào bệnh viện của các ông rồi. Ông có nhất thiết phải cúi đầu đáp ứng điều kiện cô ta đưa ra không? Theo như tôi thấy, người càng hy vọng hợp tác thành công không phải bên chủ tịch đây. Rất cảm ơn cô đã cho tôi biết tin tức này. Ngày hôm đó, giám đốc mời người chị chồng tới bệnh viện một chuyến. Không ngờ không thấy giám đốc đâu mà lại nhìn thấy Yu-ha. Sao cô lại ở đây? Tôi thay mặt giám đốc Eun Chan-ku giải quyết vấn đề hợp đồng. Cái gì? Vậy bây giờ chúng ta ký hợp đồng thôi. Trước tiên cứ thực hiện yêu cầu tôi đưa ra đi. Ý cô là điều kiện mà bệnh viện phải kiện tôi đó sao? Nhưng phải làm sao đây? Bởi vì tôi là người phụ trách nên trước khi hợp đồng hoàn thành thì không thể đuổi tôi đi đâu. Người chị chồng chịu một bụng tức trở về phòng làm việc liền nổi cơn tam bành. Anh có cách nào khác không? Cách nào cũng được, chỉ cần làm cho Park Yu-ha nghe lời là được rồi. Theo quan điểm của luật sư thì bó tay rồi. Park Yu-ha có một người cực kỳ quan trọng, chỉ cần bắt nó qua đây, cô ta chắc chắn sẽ từ bỏ tài sản. Người chị chồng độc ác lại muốn động tay với Eun-su, con gái của Yu-ha. Yu-ha đem chuyện hôm nay cô Jin-hee đã giúp mình nói với bố. Hôm nay bà ấy đã ở trước mặt giám đốc giúp con rất nhiều, mặc dù là lần đầu tiên gặp bà ấy, nhưng bà ấy thật sự rất ngầu. Bà ấy hình như thật sự rất thích bố đó. Cuộc chiến của con còn chưa xong mà. Lúc đấu tranh cũng có thể yêu đương mà bố, thời cuộc đến đâu cũng có thể sinh con mà. Con đang nói cái gì vậy hả? Tôi đã nói là đừng có động vào người nhà của tôi rồi cơ mà. Nhưng người chị chồng không hề để tâm đến lời nói của cô. Cô ta đem theo luật sư tới cửa tiệm của bố Yu-ha, bắt ông bố mang Eun-su đến. Sang-hun nói nó muốn gặp con gái Eun-su. Bố muốn gặp con của mình đương nhiên phải tới đón con bé rồi đúng không? Các người rốt cuộc có tư cách gì mà bắt tôi phải giao con bé ra? Eun-su là món đồ sao, con cái là đồ vật sao? Ông có thể từ chối, nhưng mà chúng tôi sẽ có hành động theo pháp luật. Tùy cô. Pháp luật hay là như thế nào? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chiều cô đến cùng. Đừng nói nhiều, mấy người không được đưa Eun-su đi. Cùng lúc đó, mẹ của bạn trai chị gái Yu-ha cũng đang ở cửa tiệm của ông bố. Cô ta cảm thấy tình hình không ổn lắm, lập tức gọi điện thoại nói cho chị của Yu-ha. Con bây giờ mau tới cửa hàng của bố một chuyến đi, có một đống người tới, vừa mở miệng đã đòi mang Eun-su đi, cảm thấy không đúng lắm. Che Mi-eun đến cửa hàng của bố sao? Tại sao chứ? Bọn họ muốn mang Eun-su đi, bọn họ có cả quyền thăm nuôi nữa. Trước khi em tới đó, chị cứ ở cạnh bố, tuyệt đối không được để bọn họ nắm thóp. Người chị chồng của Yu-ha là có chuẩn bị rồi mới tới. Cô muốn đuổi chúng tôi sao? Thật sự rất cảm ơn. Luật sư Lee, ghi âm lại chưa? Vâng, đã ghi âm lại rồi. Tôi sẽ coi đây là bằng chứng rằng các người đang từ chối quyền thăm nuôi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nộp đơn kiện thay đổi quyền nuôi con. Gặp lại nhau trên tòa đi. Đúng vào lúc này, mẹ của bạn trai chị gái Yu-ha đi ra. Chỉ có mấy người ghi âm thôi sao? Tôi cũng ghi âm lại rồi. Phải cho người ta mang con tới đây chứ. Nói muốn đem con bé đi, kết quả đợi cũng không thèm đợi đã muốn đi. Các người muốn bắt người để nắm thóp tưởng tôi không biết sao? Bây giờ tôi sẽ đem con bé qua đây. Cô cứ đợi 3 tiếng là được rồi. Tôi lại càng biết rõ cách làm sao để đối phó với loại người này. Ai cho cô cái quyền đến của tiệm người khác để đe dọa người ta hả? Có cần tôi kiện cô tội cản trở kinh doanh cho cô ngồi tù không hả? Quả nhiên, người ngang ngược thì phải để cho người ngang ngược trị. Bà cô này cũng không phải là người dễ trị. Thấy người chị chồng vội vàng muốn chạy, bà ta càng thừa thắng xông lên. Đã bảo mấy người ở đây đợi 3 tiếng đồng hồ rồi. Mẹ không sao chứ? Cô muốn hại chết người sao? Ai dô, cô ta đánh người rồi. Người gì này nhìn có vẻ cũng là một người ăn vạ chuyên nghiệp nha. Người chị chồng lần này gặp được đối thủ rồi. Yu-ha về đến nhà, biết được mọi chuyện người chị chồng làm cô rất tức giận. Cuối cùng là cô vẫn muốn tranh giành quyền giám hộ Eun-su với tôi sao? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Thật không ngờ mấy người lại bị ổi như vậy. Loại chuyện này vốn dĩ đều là như này mà. Vậy nên tôi định sẽ bị ổi hơn cả cô. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đi gặp chú của cô, chính là giám đốc điều hành của tập đoàn Hai Gia đó. Nghe được lời này làm người chị chồng độc ác này sợ đến đứng bật dậy. Tài sản của Eun-su, tôi sẽ giao toàn bộ cho ông ấy.
đây chắc là chuyện mà cô Chemion đây sợ nhất nhỉ. Cô ta vội vàng chạy tới trước phòng làm việc của chú, ngăn cản Yuha gặp mặt ông. Cô muốn làm cái gì? Câu hỏi này phải là cô nên hỏi trước khi tới của tiệm của ba tôi mới phải. Em dâu, chị cầu xin em mà. Người chị chồng này bây giờ lại biết Yuha là em dâu cô ta rồi. Cái tôi muốn cực kỳ đơn giản, chính là mấy người hãy từ bỏ thân quyền và quyền giám hộ Eunsu. Còn có mấy quyền thăm nuôi vô lý đều từ bỏ hết đi, đồng thời công khai đính chính lại lý do tôi ly hôn. Người chị chồng luôn độc đoán và vô lý cuối cùng cũng đã nhượng bộ. Yuha trở về nơi làm việc, đồng nghiệp chào hỏi cô nhưng Yuha dường như không nghe thấy. Eunte nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô thì rất lo lắng. Nghe thấy tôi nói không vậy? Cô nhìn thấy tôi không? Đương nhiên rồi. Sao vậy? Eunsu không tới trường mẫu giáo, tâm trí của cô thì không ở đây. Tất cả đã kết thúc rồi. Đây là ý gì? Tôi bảo vệ được Eunsu rồi. Eunte nhớ tới lời của cháu gái. Một bên phiền não một bên nhớ tới anh ấy. Bởi vì anh ấy mà đau khổ, đều là bởi vì con thích anh ấy. Anh bây giờ không phải cũng ở trong trạng thái đó sao? Trong lúc vô thức, anh ấy đã phải lòng Yuha rồi. Yuha đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhìn thấy tin nhắn Eunte gửi tới. Tôi đang ở trước cửa nhà cô. Lần này đi sẽ không quay lại nữa sao? Không quay lại nữa? Nhất định phải đi sao? Tôi có thể ôm cô không? Rõ ràng là hai người yêu nhau, nhưng lại không thể vượt qua được bức tường ngăn cách. Cuối cùng một người phải rời đi, một người không níu kéo. Eunsu, con gái của Yuha gần đây bởi vì vấn đề tranh quyền nuôi dưỡng, mà không tới trường mẫu giáo. Hôm nay, Eunsu có chút nhớ Eunte, người đã luôn chăm sóc con bé suốt thời gian qua, vậy nên đã xin dì đưa mình đi gặp anh. Chú còn tưởng trước khi đi không gặp được con nữa chứ? Chú thực sự phải ra nước ngoài sao? Đúng rồi, đi rồi sẽ không trở lại nữa sao? Chú ơi, chú đừng đi có được không? Chú đừng đi mà. Từ nhỏ Eunsu đã không có bố ở bên cạnh, có lẽ ở bên cạnh Eunte cảm nhận được tình thương lâu ngày không gặp của bố. Eunte sẽ vì Eunsu mà ở lại sao? Anh là người đã ôm lấy em. Hóa ra cô từ miệng bố biết được người đàn ông mà mình thích lại ở bên cạnh nhà của bọn cô. Yuha từ nhà chạy một mạch đến cửa tiệm giày của bố, nhưng vẫn không gặp được Eunte, người mà ngày mai phải ra nước ngoài. Cũng không gặp mặt mình một cái đã đi rồi, không phải là đang cố ý trốn mình sao? Gặp mặt một cái cũng khó như thế sao? Tuy nhiên Eunte đứng ở gần đó, anh nhìn theo Yuha đang rời đi, cuối cùng cũng không đi ra để gặp cô. Mẹ cũng mong chú tốt bụng không đi sao? Mẹ cũng mong chú ấy không cần đi. Nhưng mà mẹ không thể giữ chú ấy lại, vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Rõ ràng hai người đều yêu nhau nhưng lại không hề bày tỏ tâm ý của bản thân. Ngày hôm đó, Eunsu tới trường mẫu giáo. Chú chắc là không biết con tới trường mẫu giáo rồi. Lúc Yuha đang làm việc đột nhiên nhận được điện thoại của giáo viên ở trường mẫu giáo. Không thấy Eunsu đâu sao? Đúng lúc Eunte đang thu dọn hành lý nhìn thấy Yuha gọi điện thoại tới, lại có chút do dự không biết nên nghe hay không. Anh có nhìn thấy Eunsu không? Không thấy Eunsu nữa sao? Cô giáo nói nó tự chạy ra khỏi trường mẫu giáo, không biết đi đâu rồi. Cô ở lại bệnh viện đi, tôi sẽ qua đó ngay. Yuha tìm xung quanh nhưng đều không thấy Eunsu ở đâu. Cô nghi ngờ không biết có phải nhà chồng đã đưa Eunsu đi không. Cô gọi điện thoại cho người chị chồng nhưng cô ta lại không nghe máy. Nếu như cô ta mang Eunsu đi thì chính là tội bắt cóc. Cô ta không thể nào lại phạm pháp, tự tạo điểm yếu cho mình đâu. Không được, tôi phải báo cảnh sát. Cô bình tĩnh một chút, từ từ suy nghĩ cho kỹ nơi Eunsu có thể đi trong bệnh viện. Yuha đem những nơi Eunsu có thể tới nhớ lại một lượt. Phòng nghiên cứu của tôi thì sao? Yuha và Eunte vội vàng chạy tới phòng nghiên cứu, lại không ngờ Eunsu thực sự đang ngồi trước cửa phòng nghiên cứu. Nhưng mà sao cháu lại ngồi một mình ở đây vậy? Cháu tới gặp chú, nhưng mà cháu đến lại không thấy chú ở đâu. Chê Eunsu, đừng nói nữa. Không phải mẹ cũng nói không muốn chú đi sao? Nghe được lời này làm Eunte và Yuha có chút xấu hổ. Cháu là vì nói những lời này mới tới đây sao? Cháu chưa móc nghéo với bố, nên bố cháu mới không quay lại. Vậy nên cháu nhất định phải móc nghéo với chú. Vậy khi nào chú mới quay lại? Lời nói của đứa con đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của hai người. Eunte nói thầm bên tai của Eunsu lời hứa trước đó với con bé. Eunsu liền ôm chặt lấy Eunte, ở trên người của Eunte, con bé đã cảm nhận được tình thương của người bố lâu ngày không gặp, không nỡ để anh rời đi. Cảnh này làm Yuha cảm thấy cay cay sống mũi, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Ngày hôm đó, Yuha đem theo luật sư tới công ty của nhà chồng cũ. Tôi sẽ chỉ định người quản lý tài sản, để hai chúng ta ai cũng không động vào được số tài sản đó. Trước khi Eunsu trưởng thành, thì tài sản của Eunsu sẽ do người quản lý phụ trách quản lý đúng không? Nhưng mà vẫn theo như điều kiện của tôi, cô không thể mang Eunsu đi, cũng không thể lấy quyền giám hộ tới đe dọa tôi. Được thôi. Nếu như cô không tuân thủ theo hợp đồng, thì không chỉ là phần tài sản mà Eunsu nên nhận được, mà tôi cũng sẽ lấy lại cả phần tài sản mà bố chồng đặc biệt để lại cho Eunsu. Lợi dụng cơ hội lần này, Yuha còn giành được cả chi phí nuôi dạy con.
tôi sẽ không vì cô đồng ý mà xin lỗi cô, bởi vì đây là quyền lợi chính đáng mà trước đây tôi nên nhận được. Lần này chị Mi Ân đã nổi điên, vì cô ta chưa từng phải nhún nhường ai đến mức như thế này. Yu Ha tầm tình vui vẻ trở về bệnh viện, thì liền nghe đồng nghiệp nói, Ưng Tê đã xuất phát ra sân bay rồi. Anh ấy vừa rời đi xong, nói không chừng vẫn chưa đi xa đâu. Yu Ha vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy xe của Ưng Tê. Nhưng Ưng Tê lại giả vờ không nhìn thấy cô. Rõ ràng là nhìn thấy mình rồi mà lại còn giả vờ chưa nhìn thấy rồi đi mất sao? Lẽ nào anh sợ tôi giống như Ưng Su giữ anh lại sao? Vậy nên anh mới trốn tránh tôi rồi chạy mất sao? Tôi mới không giữ anh lại đâu, cũng không thèm giữ anh đâu. Thượng Lộ Bình An, chúng ta đừng gặp lại nữa. Ưng Tê tới trạm viện trợ y tế ở Châu Phi liền gọi điện về nhà, cho chị gái báo Bình An. Con phải đi khám bệnh rồi, sau này chúng ta lại nói chuyện sau. Nói chuyện thêm chút đi, ít ra cậu cũng đang sống rất tốt. Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng nữa. Đến chị còn nhớ cậu đến như vậy, chắc chắn mẹ còn càng buồn hơn. Cùng lúc đó Ưng Su đang cẩn thận đánh dấu trên quyển lịch, hóa ra đây là lời hứa giữa Ưng Su và Ưng Tê. Ưng Su mong ngày đó đến sớm một chút. Con bé từ ngày Ưng Tê đi đã bắt đầu đánh dấu ngày rồi. Ngày hôm đó, Yu Ha gặp mặt giám đốc bệnh viện, cũng chính là anh rể của Ưng Tê. Hai người bọn họ đang nói về tình hình của Ưng Tê. Sau khi nó đi thì như cá gặp nước. Lúc nó gọi điện thoại cho cháu gái ngoại của nó, tâm trạng đều cực kỳ tốt. Gọi điện thoại cho bác sĩ Dung Ưng Tê rồi phải không? Gọi điện thoại sao? Chúng tôi vừa gọi video với anh ấy. Điều này làm Yu Ha có chút thất vọng và tức giận. Người nhà, giám đốc bệnh viện, đến cả người trong bệnh viện anh ta đều liên lạc rồi. Tại sao lại không liên lạc với mình chứ? Không phải anh ấy thật sự vừa đi liền quên mình rồi chứ? Về đến nhà, Yu Ha liền nói chuyện với chị gái, nói mãi lại nhớ tới Ưng Tê. Người ta không ở đây mới nhận ra sự quan trọng của anh ấy. Trong nhà ăn của bệnh viện, từ sau khi Ưng Tê đi, đồng nghiệp mỗi ngày đều ăn cơm cùng với cô. Hóa ra đây là Ưng Tê trước khi rời đi đã dặn dò. Giáo sư Dung nói, cô không thích ăn cơm một mình, trước khi rời đi liền bảo tôi nhất định phải ăn cơm cùng với cô, thế nên tôi mới nỗ lực như này. Yu Ha lại từ giáo viên của mình biết được, trước khi Ưng Tê đi đã để lại cho Ưng Su máu đã chuẩn bị trước, vì để đề phòng trường hợp khẩn cấp, Dung Ưng Tê đã chuẩn bị máu trước. Một chút cũng không muốn cảm ơn anh, đã chuẩn bị nhiều như thế, chi bằng gặp mặt em rồi làm. Em thậm chí còn không đến kịp để chào tạm biệt. Ngay lúc Yu Ha có nhiều chuyện buồn nhất, người đàn ông khiến cô nhớ nhưng xuất hiện. Ưng Su tan học nhìn lên trời, nhớ lại ước định với chú Ưng Tê. Đợi ngủ dậy một giấc, hoa nở rồi chú sẽ về. Chú hứa với con. Yu Ha nắm lấy tay Ưng Tê, cảm thấy không phải đang nằm mơ, không ngờ lại trực tiếp cho Ưng Tê một cái bạt tai. Em thật là, phương thức chào hỏi cũng đặc biệt thật. Ưng Tê về đến nhà khiến cho chị gái và cháu gái cảm thấy rất ngạc nhiên. Họ vốn nghĩ rằng trong vòng mấy năm tới Ưng Tê sẽ không ở trong nước. Em vốn dĩ không muốn để bản thân vướng vào trách nhiệm gia đình. Sau này nghĩ lại có lẽ là do em nhút nhát và muốn tránh nó. Nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết. Em bây giờ có dự định kết hôn rồi. Chị nghĩ xa quá rồi. Lúc này Yu Ha đang nhớ lại cảnh tượng ôm Ưng Tê. Không hề liên lạc một lần nào với em, làm em rất lo lắng. Rõ ràng đều liên lạc với bọn họ, vì sao lại chỉ đối với em như vậy? Giờ nhớ lại làm cô ấy có cảm giác muốn đâm đầu xuống đất. Mình điên rồi. Mình nói thế thì anh ta nghĩ mình thế nào đây? Hôm sau, trên đường đi làm Yu Ha nhìn ngó khắp nơi, sợ gặp phải Ưng Tê. Không ngờ Ưng Tê đã ở văn phòng đợi cô rồi. Có chuyện gì sao? Anh chỉ muốn đến gặp em thôi. Vậy giờ gặp rồi, có thể về rồi. Á! À, sao lại đau vậy chứ? Em đánh anh không mạnh đến thế đâu. Xem ra em vẫn còn nhớ là mình đã đánh anh. Hai người họ cùng nhau đến trường mẫu giáo đón Ưng Su. Chú ơi! Cháu vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Không có. Vậy à? Yu Ha nhìn thấy hai người họ vui vẻ như thế, trong lòng có chút xúc động không nói nên lời. Tôi định yêu đương. Với ai? Với người của chị. Anh ta nói như vậy. Người của tôi là nói ai đây? Điều này khiến cho Yu Ha rất xấu hổ. Về đến nhà, em gái cảm thấy chị hai có chút lạ liền hỏi. Chị có bạn trai rồi. Nhanh chóng dọn dẹp đi. Người kia là bác sĩ mà Ưng Su thích nhỉ? Đối mặt với những câu hỏi đầy ẩn ý của em gái, Yu Ha cảm thấy ngại ngùng đến lạ thường. Hôm nay, giám đốc bệnh viện hẹn gặp Yu Ha, vô tình nhắc đến em vợ Ưng Tê. Tôi thấy hình như nó muốn kết hôn, hay là tôi giới thiệu nó đi xem mắt nhỉ? Nghe những lời này khiến cho Yu Ha không biết nói sao. Quay về văn phòng lại thấy Ưng Tê đang ở đó. Không phải hôm nay anh đi xem mắt sao? Anh đi xem mắt sao bây giờ lại ở đây? Hôm nay anh không phải đi xem mắt, cho nên anh đi xem mắt thật, không phải anh tự nguyện đi.
anh không muốn chịu trách nhiệm cho chuyện này. Có người cần anh chịu trách nhiệm sao? Em là muốn anh rời khỏi đây. Không ngờ Ưng Tê thực sự rời đi, điều này làm cho Yu Ha có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không phải là người đàn ông sẽ dỗ dành người phụ nữ sao? Lúc này bố của Yu Ha gọi điện thoại đến bảo cô ấy tan làm thì đến tiệm giày giúp đỡ. Bất ngờ là lúc đó Ưng Tê lại ở trong tiệm giày của bố. Xem ra bố rất thích anh ấy, còn mời anh ấy ở lại ăn tối. À xin chào, chị là dì lớn của Ân Su đúng không? Tôi là người truyền máu cho Ân Su. Tôi tên là Dung Ưng Tê. Trời ạ, sao mà trùng hợp như thế? Tôi còn định tìm cơ hội cảm ơn cậu. Bác trai thích tôi như thế không chờ dì lớn của Ân Su cũng đối xử tốt với tôi vậy. Cảm ơn mọi người. Làm sao đây? Hôm nay bận quá, nếu không tôi sẽ mời cậu ăn bữa cơm. À tôi thích ăn thịt ba dọi. Dì ơi, hay chúng ta mời chú cùng ăn thịt nướng đi, có thể không? Vậy tôi về cùng mọi người nhé. Ăn thịt ba dọi thật sự không sao chứ? Đương nhiên. Quả nhiên người vừa tốt bụng vừa đẹp trai đi đâu cũng được chào đón. Yu Ha về đến nhà thì nhìn thấy chị em gái cùng Ưng Tê đang nói chuyện, không khí rất hài hòa. Anh nhanh về đi. Mặc dù muốn ở cùng mọi người thêm một chút nhưng hình như phải đi rồi. Nếu có thời gian thì lại đến chơi nhé. Vâng, lần sau chúng tôi sẽ mua thịt ngon hơn. Được, lần sau lại đến nha. Đi thôi, nhanh lên, đi đường cẩn thận. Đẹp trai quá đi. Anh rốt cuộc tại sao lại làm vậy? Anh muốn là cho mọi người trong nhà em thích ăn. Bây giờ anh hãy nói cho em biết tại sao anh lại làm thế. Bởi vì anh thích em. Vì em nên anh mới quay về. Em ly hôn rồi. Chính vì em ly hôn rồi nên anh mới quay về. Còn có con. Vừa đúng lúc anh không có con. Và những vết thương lòng còn chưa lành. Anh là bác sĩ. Xin cho em thêm chút thời gian. Anh đợi em. Bây giờ anh có rất nhiều thời gian để đợi em. Hôm nay, chị cả cuối cùng cũng kết hôn rồi. Trông cậy vào cậu. Vâng, Yu Ha cùng em trai, em gái, nhìn chị gái như một người mẹ, chăm sóc bọn họ cuối cùng cũng kết hôn rồi. Chị cả nhìn người bố, thấy trên mặt ông ấy toàn là nước mắt, khiến cho cô ấy rất muốn khóc. Bà rất buồn đúng không? Không có, bà rất vui. Trên đường đi hưởng tuần trăng mật, chị cả cuối cùng cũng khóc lớn. Ưng Tê lúc này đã ở nhà bố Yu Ha đợi bọn họ. Người nhà Yu Ha gặp anh ấy cảm thấy rất vui. Cháu đến đón Park Yu Ha. Không sao chứ ạ? Đương nhiên rồi. Nhanh đưa con bé đi đi. Vâng, chị hai đi nhanh đi. Mẹ, bye. Không ngờ người nhà lại đứng hết về phía Ưng Tê. Hình như ai cũng muốn hai người họ ở bên nhau. Chị anh và giám đốc biết anh có ý với em không? Em yêu đương với gia đình anh à? Yêu đương với anh là được rồi. Em từng bị gia đình phản đối yêu đương nên mới nói thế. Anh không có kinh nghiệm. Em dạy anh là được rồi. Làm sao mà mọi chuyện có thể đơn giản như thế chứ? Theo đuổi Park Yu Ha rất khó được chưa? Nhìn thấy nụ cười lạc quan của Ưng Tê, như thế khiến cho cô ấy muốn thử một lần nữa. Em rất thích anh, thực sự rất thích anh. Anh thử đi xem mắt xem, đến lúc đó. Yu Ha chưa kịp dứt lời, thì giáo Su Dung đã khóa chặt môi cô ấy lại. Hóa ra chị gái Ưng Tê muốn sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh ấy. Đối phương là con gái một chủ tịch giàu có. Nghe nói ai gặp cô ấy cũng đều thích cô ấy. Nhân phẩm tốt, học lực tốt, năng lực cũng tốt. Em vợ em quá may mắn rồi. Chị đã sắp xếp cuối tuần sau rồi. Chị, em đã nói rồi em sẽ không đi xem mắt. Xin chị tôn trọng em một chút. Sao đã biết nó không dễ dàng đồng ý lại sắp xếp trước vậy? Để làm trò cười sao? Không cần lo lắng. Em nhất định để nó đến xem mắt. Yu Ha lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên hôm nay nhà của Yu Ha có một người lái một chiếc xe sang trọng đến. Em gái nhìn chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa. Yu Ha và em trai nghe thấy có âm thanh từ trên lầu. Âm thanh gì thế? Có vẻ có người đang kéo cái gì đó. Hóa ra là dì Mi-eun, một người phụ nữ siêu giàu, kéo hai chiếc vali đến nhà bố Yu Ha. Bà ấy đã quen sống trong biệt thự, nhìn thấy môi trường sống ở đây liền lắc đầu. Jin Hee à, đây là cái gì? Không phải nói ở cùng nhau sao? Em đến đây ở cùng anh, sống chung, ở nhà chúng tôi, không kết hôn sao? Nghe những lời này khiến cho người bố có chút ngại ngùng không biết nói gì. Park Hyo-sop, cùng nhau sống chung đi. Nếu như em đến, phải để anh thu dọn phòng đã chứ. Đừng lo, em đã làm hết rồi. Hóa ra phú bà Jin Hee đã mua hết những đồ dùng trong gia đình. Sau đó đem chiếc sofa này kéo qua đó chút, giúp tôi mở ra đi. Yu Ha nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất ngạc nhiên. Em gái đi vào phòng cha mình xem cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Đây vẫn là chiếc phòng trước kia sao? Nhìn như phòng trong biệt thự sang trọng vậy, mỹ phẩm đắt tiền xếp đầy bàn. Yu Ha đi vào phòng thì kinh ngạc không thôi. Em trai Yu Ha vào gọi bố ra ăn cơm liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Xin lỗi, con xin lỗi. Đợi đã.
hôm nay chị Ưng Tê đến bệnh viện cố ý tung tin Ưng Tê đi xem mắt. Cậu có người mình thích rồi, sao còn phải đi xem mắt? Là ai nói vậy? Bác sĩ Kim. Không phải sao, là cậu lan truyền tin tôi đi xem mắt sao? Cậu nghe ai nói mà lại nói năng như vậy? Là phu nhân ạ, chị của giáo sư đã nói với chúng tôi như thế. Ưng Tê sợ những tin đồn này lọt vào tai Yuha. Em có nghe được tin kỳ quái nào không? Anh đang nói chuyện xem mắt sao? Chúc anh xem mắt thuận lợi. Cô ấy hình như rất tức giận. Về đến nhà, Ưng Tê cùng chị cãi nhau một trận. Chị cùng anh rể, hai người ép Ưng Tê phải nghe lời. Bố của đối tượng xem mắt rất ủng hộ con đường theo đuổi y học của Ưng Tê. Bây giờ cả bệnh viện đều biết rồi. Nếu như từ chối đối phương lúc này e là đối phương sẽ rất tức giận. Điều này làm Ưng Tê rất đau đầu. Buổi sáng, cả nhà đều muốn đi vệ sinh là cảm giác như thế nào? Bà Jin Hee đã quen sống trong nhung lụa giờ cũng muốn bỏ đi. Bà ấy không chịu được liền vội vàng lái xe về biệt thự chỉ vì muốn đi vệ sinh. Bà ấy không phải vì muốn đi vệ sinh mà quay về đây chứ. Hôm ấy, Ưng Tê tình Yuha, anh ấy phải đi xem mắt nên muốn có sự đồng ý của Yuha rồi mới đi. Vì sao cần sự đồng ý của tôi? Vì anh thích em. Vì sao thích tôi rồi còn đi xem mắt? Bởi vì anh không đi thì sẽ có một số người gặp khó khăn. Anh đến cho có mặt xong rồi quay về luôn. Nếu em không muốn anh đi thì anh sẽ không đi. Vậy anh đi đi. Anh đi nhé. Chúc anh xem mắt thuận lợi. Anh rể Ưng Tê gặp Yuha, không quên dùng lời nói kích động cô ấy. Nó hôm nay đi xem mắt rồi, điều kiện của đối phương rất tốt. Tôi thấy em vợ tôi lúc ra ngoài rất vui vẻ. Sau khi quyết định ngày tổ chức hôn lễ, tôi nhất định sẽ gửi thiệp cho cô đầu tiên. Yuha lúc đó càng nghĩ càng tức, nhớ lại lúc Ưng Tê cùng cô nói chuyện. Vì vậy mới cần em đồng ý, em nói không đi vậy thì anh không đi nữa. Giờ anh đang đến địa điểm hẹn gặp, đừng đi đến đó. Em sẽ đến đó tìm anh. Anh đừng đi. Anh biết rồi. Sao thế? Có bệnh nhân cấp cứu. Chị, xin lỗi. Đây là ý gì? Em có người mình thích rồi. Em về đây là vì cô ấy. Vừa rồi cô ấy bảo em không cần đi. Em nói gì cơ? Em thực sự rất thích Bắc Yuha. Ưng Tê vội vàng lái xe đi tìm Yuha. Em thích anh, em thực sự rất thích anh. Anh dám đi xem mắt nữa xem, lúc đó em sẽ... Em vốn rất ghét loại người như anh. Thích loại người mà mình ghét thì không thể cứu nổi rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người. Nhưng chị gái và anh rể của Ưng Tê đang mặt mày ủ rũ. Ưng Tê đột ngột bỏ trốn trên đường đi xem mắt, làm con gái vị chủ tịch giàu nổi giận. Chị Ưng Tê, người đã sắp xếp tất cả chuyện này, giờ sẽ phải thu dọn mớ hỗn độn. Anh và chị anh thực sự không sao chứ? Nói thật thì có vấn đề. Nếu ngay từ đầu em ngăn anh đi xem mắt có phải tốt hơn không? Xin lỗi. Anh không muốn nghe em nói xin lỗi. Nhưng mà em không cần lo lắng, anh rất có năng lực đó. Cố lên. Hình ảnh hai người đang ôm nhau đúng lúc bị người gì, bạn gái của bố bắt gặp. Yuha nhìn thấy bà ấy, nhanh chóng buông ra. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Hai người ôm nhau ở gần cổng nhà như thế này, hẳn là đã có chuẩn bị trước sự phát hiện của mọi người. Tôi như thế này, lần sau sẽ tìm nơi xa hơn để ôm nhau. Vậy sao? Vậy thì cứ thế đi. Yuha đuổi kịp và Jin Hee, hy vọng bà ấy bây giờ đừng nói cho ba biết. Vì sao phải cẩn thận như thế? Bởi vì từng thất bại một lần, cháu rất rõ duyên phận quý giá như thế nào. Vì vậy lần này cháu muốn nghiêm túc hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn về việc hẹn hò với anh ấy một lần nữa. Ưng Tê sau khi quay về nhà, liền nói rõ tâm ý của mình với Yuha, hy vọng chị và anh rể ủng hộ. Nếu em đã thích như vậy chị còn có thể làm cách nào? Nghe lời này Ưng Tê có chút ngoài ý muốn. Thật sự để bọn họ kết hôn? Đương nhiên là không rồi. Quả nhiên, chị Ưng Tê sẽ không dễ dàng tiếp nhận Yuha, đây cũng là một nhân vật mưu mô và tàn nhẫn. Những người đang yêu thực sự có sự khác biệt. Biết Yuha đi siêu thị, Ưng Tê liền đi theo sau. Nhìn thấy Yuha lấy đồ nặng liền tiến lên giúp đỡ. Anh đến lúc nào vậy? Lúc nãy đã đến rồi. Mua nhiều đồ thế. Nặng quá. Chúng ta như thế này giống như một đôi vợ chồng mới cưới nhỉ. Hôm đó, người làm tổn thương Yuha quay về. Khi anh ta nhìn thấy Ưng Tê trên tạp chí, nội tâm đầy phức tạp. Sung-hun, em về lúc nào thế? Sao không liên hệ với chị? Quan hệ chị em trong nhà hào môn này lúc này không thuận hòa. Em biết Park Yuha muốn làm gì không? Cô ta muốn chuyển hết quyền thừa kế của Eun-soo cho chú. Vì vậy em không phải đã bảo chị đừng gây rắc rối cho cô ấy rồi sao? Cô ấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô ấy luôn nhân nhượng vì Eun-soo, cho nên đừng gây rắc rối cho cô ấy. Hôm nay đối với Yuha mà nói là một ngày tuyệt vời. Em hình như phỏng vấn qua bác sĩ nội chú rồi. Qua thật rồi nè. Quá tốt rồi. Sau này có thể làm việc cùng nhau rồi. Hợp tác vui vẻ, bác sĩ Park. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Có thể cùng Yuha làm việc, Ưng Tê không giấu được nụ cười trên mặt. Hôm đó, Ưng Tê đưa Yuha và Eun-soo cùng nhau đi dã ngoại.
Nhưng thời gian tươi đẹp không được bao lâu. Yu Ha đang vui vẻ vừa nghe điện thoại xong thì gặp phải người không muốn gặp nhất. Ba ba, con rất nhớ ba. Eunsu à, con phải đi đến trường rồi. Vậy ba ba thì sao? Ba ba cần nói chuyện với mẹ một chút. Ba ba lát nữa sẽ về nhà sao? Muộn chút sẽ về. À, con không cần. Con muốn ở cùng với ba. Con qua đây, lát nữa rồi nói. Không muốn. Ba ba sau này sẽ về. Nhất định sẽ về. Ba ba rất nhanh sẽ về thôi. Đồng ý với con. Ừ. Đối diện với người chồng cũ vô tình, Yu Ha không muốn có liên quan gì đến gia đình họ nữa. Em trở nên thật vô tình. Lúc đầu chúng ta rất yêu nhau, sau đó mới kết hôn. Người phá hoại hôn nhân trước là anh. Anh biết. Nếu biết thì đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Anh luôn cảm thấy tội lỗi. Chúng ta đã nói cùng nhau đi công viên còn chưa thực hiện được. Đây là điều anh luôn ấp ủ, cho nên anh muốn gặp con bé lần cuối. Yu Ha vốn có cuộc sống bình yên hạnh phúc, lại bị phá hoại rồi. Chồng trước Yu Ha đến bệnh viện Yu Ha làm việc, đến xem quy mô của bệnh viện mà gia đình họ đầu tư như thế nào, không ngờ lại chạm mặt Ưng Tê. Sao anh ta lại ở Hàn Quốc? Sau khi ly hôn, vẫn bị chồng cũ quấy rầy khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ánh mắt dường như bốc hỏa, đau quá. Nghe tiếng cười cười nói của bọn họ, cảm xúc của anh ta trên bờ vực của sụp đổ. Chúng ta bây giờ gặp nhau đi. Anh nói thế là có ý gì vậy? Không phải tôi đã nói là không muốn gặp mặt anh rồi sao? Bây giờ anh đang ở cổng trường của Eunsu, muốn anh vào không? Em có bạn trai rồi sao? Chúng ta đã kết thúc rồi. Chỉ cần nói cho anh biết đó là ai. Là người làm cùng bệnh viện với tôi. Không phải là giáo sư Dung Ân Tê chứ? Sao? Anh lại quen anh ấy? Ngày hôm nay mọi thứ với Yu Ha đều không thuận lợi. Sức khỏe con gái của cô ấy xuất hiện vấn đề. Chỉ số huyết sắc tố giảm rồi. Nó thấp hơn bình thường một chút. Chồng cũ của Yu Ha càng nghĩ càng tức giận. Nghĩ lại cảnh tượng đó, trong lòng anh ấy dường như có một vài quyết định. Anh ta đi tìm luật sư, muốn giành lại quyền nuôi dưỡng Eunsu. Thật sự không còn cách nào đem Eunsu đi sao? Đúng. Nhưng nếu như tôi muốn gặp con gái, là được pháp luật cho phép. Đúng. Hôm đó, bà Jin Hee nhìn thấy các cặp mặc đồ đôi, làm cho bà ấy rất ghen tị. Về đến nhà, bà ấy bắt đầu lấy những bộ đồ đôi cô ấy vừa mua cho bố Yu Ha xem. Đây là những bộ tôi dùng khả năng thời trang của mình để chọn. Người cha già nhìn những bộ đồ đầy màu sắc, nếu mặc ra ngoài thì ông ấy sẽ rất xấu hổ. Ưn Tê gần đây cũng vì bệnh tình của con gái Yu Ha mà lao tâm khổ tứ. Hay là để Eunsu làm kiểm tra bệnh di truyền? Có thể là bệnh thiếu máu di truyền. Sao em lại không nghĩ ra chứ? Hôm đó chồng cũ lại hẹn gặp Yu Ha. Anh đủ chưa? Chẳng phải nói cho anh gặp Eunsu sao? Anh bây giờ muốn thực hiện quyền thăm con. Cho dù không lấy được quyền giám hộ thì anh cũng có quyền được gặp con. Anh đột nhiên như vậy là vì Ưn Tê. Vì sao? Bởi vì anh ấy là con trai của người đàn ông anh tôn trọng nhất, muốn bắt chước sao? Em vẫn như vậy, luôn nói thẳng. Đúng vậy. Cho nên đừng có đến làm phiền tôi nữa. Nếu mà anh lại dùng quyền thăm con đến tìm tôi sẽ đưa quyền thừa kế cho chú của Eunsu. Liên tục bị chồng cũ quấy rầy, chỉ có thể đem tâm sự trong lòng nói cho chị gái. Em định nhân cơ hội này cho con bé làm kiểm tra di truyền. Nói không chừng con bé có bệnh di truyền. Nhưng không phải không có cách nào kiểm tra bố đứa bé sao? Lúc đó người hiến tặng tinh trùng có để lại tên, nói có thể liên lạc với anh ta. Xem ra có thể liên lạc với bệnh viện bên Mỹ. Đúng lúc này, Ưng Tê nhận được văn kiện từ bệnh viện bên Mỹ. Bệnh viện Johnson không phải là bệnh viện mà trưởng phòng Dung đến nghiên cứu sao? Tôi đã đi một chuyến đến đây trước khi đi châu Phi, ở đó có một công trình nghiên cứu. Thầy của tôi ở đó. Nghe nói bệnh viện này rất nổi tiếng chữa vô sinh, đúng không? Đúng vậy. Mi ơn hôm nay không thấy bố Yu Ha mặc đồ đôi, có chút thất vọng. Thầy ơi, đây là ai thế ạ? Ồ, đẹp trai quá đi. Đây là bạn gái tôi. Không đúng, là tình nhân. À không, là người sẽ sống cùng tôi. Tuy là giờ cảm thấy có anh thật tốt, nhưng em vẫn muốn ở trước mặt anh là một người phụ nữ. Jin Hee, em dù có 100 tuổi thì đối với anh vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, đúng không? Hôm đó, chồng cũ Yu Ha lại đến quán của bố Yu Ha. Nhìn thấy anh ta, người bố rất tức giận. Anh còn có mặt mũi đến nơi này sao? Là vì chuyện của Eunsu. Yu Ha cô ấy kiên quyết không cho con gặp Eunsu. Người bỏ rơi Eunsu trước là anh. Bởi vì cảm thấy rất có lỗi nên con luôn nhớ về Eunsu. Điều quan trọng là con không muốn con bé chịu nỗi đau không có cha. Lúc đó dì Mi Eun cùng Eunsu vừa tan học đi về nhà. Nhìn thấy ba, Eunsu vội vàng chạy đến. Ba ba, sao ba không đến trường mẫu giáo? Con đợi ba lâu lắm rồi. Ba ba xin lỗi con.
Bà Yu Ha nhìn thấy cảnh này thì mềm lòng. Nó chính là biết anh mềm lòng nên mới làm như thế. Mặc dù ý đồ của nó rất rõ ràng, nhưng mà nó nói cảm thấy rất có lỗi vì những điều đã làm với Eun-su, hình như cũng là đúng. Yu Ha thông qua nhiều lần hỏi về kết quả kiểm tra phát hiện, hình như chồng cũ đã lừa cô ấy. Nhưng rất kỳ lạ, Sung-hun nói người đó là một sinh viên trường luật. Hình như là không phải, cách nói chuyện của anh ta rất thô lỗ, cho nên người đó đã lừa bọn em. Chắc chắn là Sung-hun lừa em. Là ý gì? Bởi vì lúc quyết định sinh con, anh ta hy vọng người hiến tinh trùng cũng phải hoàn mỹ giống anh ta. Chuyện này không phải nên đi hỏi trực tiếp Sung-hun sao? Yu Ha gọi điện thoại cho chồng cũ, muốn đem chuyện đang hoài nghi nói ra. Anh nói anh từng gặp người hiến tinh trùng, là sinh viên học viện luật đến từ Hàn Quốc. Gen của hắn ta lúc đó là tốt nhất. Yu Ha cảm thấy anh ta không nói thật, một lần nữa nói ra làm cho chồng cũ rất hoang mang. Anh ta đã quyết tâm đem đứa bé rời khỏi Hàn Quốc. Em điên rồi sao? Nếu không cẩn thận em có thể bị xem là kẻ bắt cóc. Nó không phải con em. Em vì sao phải đánh cược mạng sống của mình vào nó? Nó là con gái tôi, tại sao tôi không thể đem con bé đi? Tôi đã bảo luật sư không từ thủ đoạn, tôi phải đưa con bé đi. Yu Ha lúc này cũng rất đau đầu. Ngay lúc đó, một đồng nghiệp đem theo túi phong bì làm cô ấy bối rối. Phía trên viết là bệnh viện Johnson ở Mỹ. Ồ, là tôi lấy từ nghiên cứu của giáo sư Dung. Giáo sư Dung Ân Tê, anh sao lại tiếp xúc với bệnh viện Johnson vậy? Thầy của anh ở đó. Hơn nữa anh có một thời gian ngắn làm việc ở đó. Lúc đó là lúc nào thế? Tầm khoảng 5-6 năm trước. Có phải năm đó bệnh viện có phát sinh ra một chuyện? Sao em biết? Em lúc đó cũng ở đấy. Đem con bé đi đi. Thằng khốn nạn này. Dưới sự quấy rầy của chồng cũ, Yu Ha đồng ý để anh ta gặp con một tháng một lần. Cô hoài nghi vì sao chồng cũ lại nhiệt tình với con gái không phải con ruột của mình như vậy. Điều làm cho Yu Ha tò mò nữa là cha ruột Eun-su, người hiến tặng tinh trùng ở Mỹ, người đó là giả, đúng không? Tôi đã liên hệ với anh ta và xác định lại anh ta chưa bao giờ học trường luật. Nhưng anh cố tình nói dối tôi. Tỷ lệ anh ta lừa hai chúng ta khá cao, đúng không? Lúc trước anh nói rằng muốn theo đuổi cuộc đời giống như tiến sĩ Dung. Không ngờ con trai ông ấy lại ở bệnh viện cùng lúc với chúng ta. Cũng là người hiến tinh mà anh đang che giấu. Muốn đi đâu? Tôi muốn đối mặt hỏi rõ ràng. Em muốn hỏi ai? Dung Ân Tê. Dung Ân Tê, ba chữ này làm cho anh ta trong lòng vô cùng bất an. Cô ấy rốt cuộc biết được bao nhiêu? Cô ấy thực sự muốn tìm Dung Ân Tê hỏi rõ ràng. Yu Ha đến văn phòng của Dung Ân Tê nhưng lại nhìn thấy chị anh ấy. Tôi không muốn cô có bất cứ quan hệ gì với gia đình chồng cũ. Cái này tôi biết. Ân Tê vốn dĩ không muốn có một gia đình riêng hoặc có con. Ân Tê, anh ấy không muốn lập gia đình và không muốn có con của mình sao? Ân Tê hoàn toàn không muốn lưu lại gen của mình. Em trai tôi luôn nhất quán trong suy nghĩ và hành động của nó. Dù sao anh ta cũng không có cách nào xác thực. Cũng không có cách để xác thực. Bởi vì chính Ân Tê cũng không biết gì. Những người không muốn và cũng không có lý do để có con, căn bản không đi hiến tinh trùng. Ân Tê nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi không có tinh thần của Yu Ha. Sao lúc nào gặp em cũng biến em thành bệnh nhân vậy? Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi nên chỉ có thể để em thành bệnh nhân. Có chuyện gì buồn sao? Là vì Eun-su hay là chồng trước của em? Chuyện này cũng không thể nói cho anh sao? Đúng, không thể nói. Yu Ha thực sự không biết nói gì với Ân Tê. Hôm nay, con gái Yu Ha đến nhà của ba một ngày. Hyo-sop và Jin-hee đang chuẩn bị cho Eun-su, liền phát hiện trạng thái của Eun-su không tốt, sờ trán thì có chút nóng. Eun-su con không thoải mái ư? Không có, vì quá nóng thôi. Vậy thì, cởi áo khoác ra đi. Lúc đó chồng cũ của Yu Ha lại muốn chuẩn bị ảnh của anh ta và con gái Eun-su. Chuyện này chị chỉ có thể giúp đến đây. Em biết rồi, cho dù lần này xảy ra chuyện gì thì chị với em không có bất cứ quan hệ nào. Người bố đưa con gái của Yu Ha đến điểm hẹn. Con sẽ chăm sóc tốt cho Eun-su, con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Eun-su giao cho cậu đấy. Cùng lúc đó, Yu Ha tới gặp giáo viên của mình, trưởng phòng Dung nói về Eun-su. Bởi vì con bé thuộc nhóm máu hiếm, e là phải làm nhiều nghiên cứu. Hiến máu ư? Không phải hiến máu. Không thì là. Thực tế đó là nghiên cứu hiếm hoi về mối quan hệ giữa các nhóm máu hiếm và tỷ lệ thành công của thụ tinh nhân tạo. Nghe đến đây, Yu Ha vô cùng kinh ngạc. Bố của Yu Ha về đến tiệm giày thì phát hiện món đồ chơi mà Eun-su để quên. Eun-su con bé nhất định sẽ tìm cái này, đem đến cho con bé vậy. Eun-su lúc này cả người đổ mồ hôi. Mẹ ơi, con khó chịu quá. Chồng cũ của Yu Ha thì đang chuẩn bị bước cuối cùng để ra nước ngoài. Khách sạn hiện giờ có người ghé thăm là ông Park Hyo-sop.
không thoải mái thì tìm chú tốt bụng. Bởi vì chỉ có chú tốt bụng mới có thể làm con không bị bệnh. Ưn Su, không thoải mái, con đang ở đâu thế? Bên cạnh có người không? Ưn Tê có khả năng là bố của Ưn Su. Ngay lúc Yu Ha đang ngồi suy nghĩ chuyện này thì Ưn Tê gọi điện đến, hiện giờ trong lòng cô ấy rất loạn. Số điện thoại này hiện không thể liên lạc được. Đưa cái này cho Ưn Su, không có cái này con bé nhất định sẽ khóc nháo. Ngay lúc này, Ưn Tê gọi điện thoại đến hỏi Ưn Su đang ở đâu. Con bé đang ở khách sạn. Bác xác định một chút xem Ưn Su làm sao rồi. Cậu có ý gì? Lập tức, tôi biết rồi. Bố vợ, Ưn Su đang ở đâu? Tôi phải xác định một chút xem con bé có sao không? Con bé không sao hết, con mới ra ngoài. Nhìn ánh mắt trốn tránh của chồng cũ của Yu Ha, càng làm cho ông ấy càng nghi ngờ hơn. Nhìn thấy Ưn Tê gọi đến nhiều lần, Yu Ha cuối cùng cũng nghe máy. Alo, xin chào ngài. Vừa nãy tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, cho nên muốn đến phòng của ngài, hy vọng ngài có thể hiểu. Là ai cho phép các người tự ý vào phòng tôi? Ưn Su, xe cứu thương sẽ đến ngay bây giờ. Vui lòng giúp tôi bấm thang máy. Tôi biết rồi. Ưn Su chúng ta đi. Đúng lúc Ưn Tê định đưa Ưn Su đi ra ngoài, liền bị chồng cũ của Yu Ha ngăn lại. Bây giờ phải đưa con bé đến bệnh viện ngay lập tức, để con bé xuống. Rốt cuộc cậu có tư cách gì mà đưa con bé đi? Ưn Su, Ưn Su. Bây giờ người giám hộ của con bé đến rồi, vậy có thể đưa con bé đi rồi chứ? Thằng khốn này. May mà cấp cứu kịp thời, Ưn Su đã thoát khỏi nguy hiểm. Yu Ha đã ở bên trông con gái rất lâu rồi. Ưn Tê thấy sắc mặt của cô rất kém nên khuyên cô đi nghỉ ngơi. Em giờ phải đi đến một nơi. Nếu là đến gặp Sung Hun, vậy anh cùng đi thì sao? Không phải đến gặp người đó. Bây giờ gặp anh ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chê Sung Hun tại sao phải làm ra chuyện đó, em đã đoán được rồi, giờ chỉ cần đi xác nhận lại thôi. Yu Ha đến văn phòng của Ưn Tê lấy đi một chiếc bàn chải đánh răng, cô phải tự mình đi kiểm chứng. Yu Ha đến trung tâm xét nghiệm ADN, cô ấy lấy bàn chải đánh răng của Ưn Tê và Ưn Su đưa cho nhân viên. Tôi muốn làm xét nghiệm ADN. Chuyển cảnh. Bắc Yu Ha, anh không có tư cách làm cha. Anh muốn lén lút đem Ưn Su xuất ngoại đúng không? Tại sao vậy? Bởi vì con bé là con gái anh. Bởi vì anh nhất định trở thành một người phụ huynh tốt hơn em, cũng có thể cho con bé nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn, nuôi lớn nó tốt hơn. Anh đừng biện minh nữa. Anh chỉ đang muốn che giấu điều gì đó mà thôi, cho nên muốn đem theo Ưn Su chạy trốn. Hóa ra chồng trước của Yu Ha nhân cơ hội được thăm con gái, sau đó lén lút đưa con bé rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng mà sức khỏe con gái không ổn. Không thoải mái thì tìm chú tốt bụng, bởi vì chú tốt bụng có thể làm con hết bệnh. Được một lúc thì ngất đi. May mà được cấp cứu kịp thời, đứa trẻ không sao hết. Anh đảm bảo với em Ưn Su sẽ quay trở lại như trước kia. Giờ em đã không còn cách nào tha cho anh ta nữa rồi. Em cứ nghĩ rằng anh ta cảm giác có lỗi với Ưn Su, vẫn còn tình cảm cha con với Ưn Su. Cuối cùng anh ta lại biến Ưn Su thành ra như này. Cha của Yu Ha và bà Jin Hee đến thăm Ưn Su. Tôi thật sự không biết làm sao để đền đáp ân tình. Bác à, không cần phải nói thế, đây là việc nên làm. Xem ra các người rất có duyên. Đúng, hình như thật sự có duyên phận nên mới như thế. Ưn Tê lại một lần nữa cứu con gái Yu Ha. Hôm nay, Yu Ha phát hiện trên người con gái phát ban. Được bác sĩ chẩn đoán thì phát hiện đó không phải dị ứng truyền máu, nhưng Ưn Su vẫn bị sốt nhẹ. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Yu Ha, trong lòng Ưn Tê cũng không dễ chịu. Yu Ha, nhanh lấy lại tinh thần đi, có anh trai ở đây mà. Thôi đi, đây là ở bệnh viện, lỡ bị người khác biết thì sao? Dù sao thì chuyện của hai chúng ta đã sớm bị lan truyền rồi. Chồng cũ của Yu Ha cũng đến bệnh viện tìm bác sĩ của Ưn Su hỏi tình hình. Kiểm tra máu thì không tìm ra bất cứ điều gì bất thường, bây giờ phải làm kiểm tra di truyền. Tất cả các bệnh đều chỉ cần kiểm tra máu là có thể biết mà. Viêm phổi cấp tính, nhiễm trùng máu, còn có nhiều bệnh liên quan đến ký sinh trùng. Đừng nói nữa, không phải tất cả bệnh kiểm tra máu là ra. Bệnh này chỉ xuất hiện sau khi truyền máu cho các thành viên trong gia đình. Truyền máu từ cha sang con gái cũng có thể xuất hiện. Mặc dù có khả năng là nguyên nhân này, nhưng mà càng là người gần gũi thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là cha với con gái, anh em là nguy hiểm nhất. Anh ta hiếm khi lộ ra sắc mặt như thế, trong lòng anh ấy vô cùng bối rối. Ưn Tê vậy mà lại mắc căn bệnh khủng khiếp đó. Nếu bây giờ kéo dài thời gian thì sau đó ngay cả cơ hội chữa trị cũng không có. Lúc này Yu Ha vì bệnh tình của con gái mà xem rất nhiều tài liệu. Xin cô đấy, cô thuyết phục Yu Ha để cô ấy cho Ưn Tê làm kiểm tra mô. Nếu đưa ra được lý do hợp lý thì tôi sẽ lập tức làm kiểm tra. Anh ta không thể nào nói ra sự thật được. Anh rể của Ưn Tê cũng rất tò mò vì sao chồng cũ của Yu Ha lại xuất hiện ở đây. Vừa rồi có phải là phó chủ tịch Chê Sung Hun không?
anh ta đến gặp cô để làm gì? Con gái anh ta bệnh nên anh ta đương nhiên đến gặp bác sĩ chủ trị rồi. Vậy hai người này vì con gái vẫn còn liên lạc đúng không? Ưng Tê về đến nhà, chị anh ấy liền bắt đầu giáo dục. Chị nghe nói em ở bệnh viện lan truyền, cho nên không ai không biết em và Park Yu Ha có quan hệ. Nhưng chồng trước của cô ta cũng đến bệnh viện, lúc gặp mặt có phải em cũng thấy xấu hổ không? Hai người họ đã ly hôn rồi, chỉ vì chuyện của con mà gặp nhau thôi. Có con rồi cho dù ly hôn cũng không thể hoàn toàn là người ngoài. Hôm nay, cha của Yu Ha và bà Jin Hee đến chăm sóc Eun-su, nhìn thấy bệnh tình cháu gái mãi vẫn không tiến triển, người cha trong lòng rất bối rối. Anh có phải là cảm thấy giao Eun-su cho ba con bé là lỗi của mình không? Em đúng là có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Không nên có suy nghĩ như vậy. Anh cứ nghĩ tình cảm của anh ta với Eun-su là thật lòng. Hình như anh đã coi việc này quá đơn giản rồi. Vì để thay đổi tâm trạng, ông ấy liền dẫn bà Jin Hee đi làm nail. Cảm ơn em. Anh thực sự muốn làm một lần nhưng trước giờ không có dũng khí để bước vào. Em đích thực là người mà ai cũng cảm kích. Cảm ơn em. Mấy ngày trôi qua rồi nhưng tình trạng của Eun-su vẫn không có biến chuyển gì. Tâm trạng Yu Ha lúc này cũng rất kém. Bệnh mảnh ghép chống chủ, tên hơi lạ nhưng có bệnh này thật là một biến chứng do ghép tế bào máu. Sao em lại nghĩ ra loại bệnh này được chứ? Đó là tác dụng phụ của việc truyền máu. Tuy không thường thấy nhưng truyền máu giữa những người thân cận nhất thì rất dễ xảy ra. Em nghe nói truyền máu như vậy tỷ lệ nguy hiểm càng cao. Ví dụ truyền máu giữa cha con hoặc anh em, tỷ lệ tử vong là 95%, cao như thế gần như là 100% rồi. Lúc đó Yu Ha đã có thể xác định được con gái mắc bệnh gì rồi. Yu Ha đến trung tâm xét nghiệm ADN, nhận kết quả giám định cha con của Eun Tê và Eun-su. Cũng lúc đó, dì hàng xóm giúp chăm Eun-su nghe điện thoại nên rời khỏi phòng bệnh. Chồng cũ của Yu Ha nhìn thấy như vậy liền nhân cơ hội vào thăm con gái Yu Ha. Ba không có tư cách làm ba của Eun-su. Con gái của ba có khả năng gặp nguy hiểm lại sợ bí mật của mình bị công khai, vì sợ chút chuyện nhỏ này nên không nói ra. Eun-su, ba xin lỗi con. Anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi cho nên lấy điện thoại gọi điện cho Eun Tê. Vì con gái, anh ta đem hết bí mật nói ra. Kết quả kiểm tra ADN của Jung Eun Tê và Choi Eun-su là hai người này có quan hệ huyết thống. Nhưng mà lúc này Yu Ha nhìn thấy chồng cũ và Eun Tê đang gặp nhau. Park Yu Ha, anh không có tư cách làm ba của Eun-su. Hóa ra chồng cũ hiếm muộn, giấu hết sự thật về cha ruột của con gái là ai, dẫn đến con gái gặp biến chứng do truyền máu từ cha ruột. Lỡ như mắc phải bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao đây? Mẹ phải sống thế nào đây? Eun-su, bố của Yu Ha đến thấy con gái rất thương tâm, trong lòng ông ấy cũng khó chịu. Dựa vào lòng của cha, nước mắt của Yu Ha không ngừng rơi xuống. Chồng cũ của Yu Ha đến thăm con gái. Con gái của ba có khả năng gặp nguy hiểm, ba lại lo lắng vì bí mật của mình bị lộ nên không nói ra. Ba có lỗi với con. Anh ta vì con gái liền đem bí mật nói ra. Anh ta tìm bố ruột của con gái. Khi anh ta định nói ra bí mật, Yu Ha tiến lên ngăn cản anh ta. Làm sao? Anh muốn nói với Eun Tê anh ấy là ba ruột của Eun-su, như vậy sao? Kết quả giám định có rồi. Anh có biết anh làm ra nhiều chuyện rất đáng sợ không? Người mà tôi tôn kính hay là con trai ông ấy cũng sống như vậy, có gì đáng sợ chứ? Tôi vốn cho rằng tôi có thể có một đứa con mà tôi sẽ dành hết tình cảm cho nó. Với lại tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta, bởi vì anh ta đi châu Phi và sau đó sẽ không về nước nữa. Anh ta vốn dĩ không có suy nghĩ về nước và căn bản không có ý định lập gia đình, cho nên mới chọn Eun Tê. Nếu thực sự là bệnh đó, anh biết tất cả nhưng vẫn im lặng không chịu nói ra, tôi chết cũng không tha cho anh. Eun Tê đến tìm chồng cũ Yu Ha, anh ấy đến giúp Eun-su lấy món đồ chơi. Quan trọng hơn là muốn hỏi anh ta hôm đó rốt cuộc muốn nói gì. Quan hệ của tôi và Eun-su là gì? Điều đó có ý gì? Anh vẫn nên nghe Yu Ha nói thì hơn. Sau khi có kết quả, Yu Ha sẽ nói cho anh biết. Sung Hun, chị, em không có tư cách làm cha. Em làm sao đấy? Chị nói với luật sư, không cần chuẩn bị vụ kiện nữa. Không cần biết Yu Ha đưa ra điều kiện gì, em sẽ đều đáp ứng cô ấy. Bà Jin Hee do bóng đen tâm lý tuổi thơ nên đến giờ luôn gặp ác mộng. Lúc trước vì để Jin Hee ngủ ngon hơn, ông ấy mỗi ngày đều dỗ bà ấy ngủ. Anh mau ngủ đi. Nhưng mà anh lo em lại gặp ác mộng. Đừng lo, gần đây không có gặp ác mộng, ngủ rất ngon. Mau ngủ đi. Hôm nay mọi người trong bệnh viện đều đang bàn tán về chuyện của Eun Tê và Yu Ha. Lẽ nào là giáo sư Dung đã sớm đánh chủ ý, nghe đồn con gái của Yu Ha sẽ nhận được khoản tiền thừa kế rất lớn. Đoạn đối thoại của hai người lại bị chị gái của Eun Tê nghe thấy. Lời nói không những có thể giết người mà còn có thể cứu người, cậu biết không? Chị ấy đi tìm Yu Ha, hy vọng cô ấy để con gái mình đến bệnh viện khác trị liệu. Tôi nhớ là đã cảnh cáo cô rồi.
tôi sẽ chịu nổi cảnh Ưn Tê trở thành đối tượng bàn tán của người khác. Bắt buộc phải ở đây, tôi mới có thể chăm sóc con bé. Tôi sẽ cố hết sức để không lan truyền bất cứ tin đồn nào. Hôm nay, chị gái Ưn Tê đem chuyện gặp mặt Yu Ha nói cho Ưn Tê. Muốn chuyển viện là không được. Sau khi con bé đó nhập viện, cả bệnh viện đều là tin đồn về em. Em không quan tâm đến chúng. Nhưng mà chị quan tâm. Chị nói đi thăm bệnh, không ngờ lại nói những lời này trước mặt con bé. Không cần phải biến lời của chị thành lời của người không có ý thức. Chị của em sao lại là loại người đó? Hơn nữa đứa bé kia lớn lên rất giống em. Mắt, con có cả miệng thật sự rất giống. Người nói không có ý nhưng người nghe có ý. Hôm nay bệnh tình của Ân Su càng trở nên tồi tệ hơn. Điều này khiến Yu Ha càng lo lắng hơn. Tôi là Park Yu Ha ở khoa nội. Khi nào kết quả kiểm tra mô của chị Ân Su sẽ có? Chỉ cần nói cho tôi đây có phải bệnh mảnh ghép chống chủ không là được rồi. Anh đang làm gì vậy hả? Tại sao em lại ám ảnh với bệnh này và đánh mất lý trí vậy chứ? Như vậy sẽ càng làm tăng tỷ lệ mắc căn bệnh này. Thông thường trong những trường hợp khẩn cấp thì gia đình sẽ chuyển máu. Là anh chuyển máu cho con bé, mà bọn anh không phải người thân. Ưn Su thực sự là sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo sao? Làm sao? Không sao. Ưn Su cho dù là được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, thì cũng không thể là con của mình. Hôm đó Jin Hee giúp thu dọn đồ đem đến bệnh viện cho Ưn Su, thì nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN trong ngăn kéo. Cùng lúc đó, Ưn Tê gọi điện thoại cho thầy giáo ở nước Mỹ. Mẫu nghiên cứu của em đã bị mất rồi đúng không? Đúng vậy. Cũng vì chuyện đó thầy đã bị mắng rất nặng. Em nhớ là gen em hiến khi đó cũng mất luôn rồi đúng không? Không sai. Đều bị mất rồi. Ưn Tê hỏi Yu Ha có phải có chuyện gì giấu anh ấy không? Đợi có kết quả em sẽ nói cho anh biết. Xin anh cho em chút thời gian. Dì Jin Hee sau khi biết sự thật không biết phải nói sao với bố của Yu Ha. Phòng của Yu Ha có một tài liệu kết quả kiểm tra ADN. Là của Ân Su. Trên đó viết cha là giáo sư Dung Ưn Tê. Liên hệ tất cả mọi chuyện, Ưn Tê cảm thấy Ưn Su ra nông nỗi đều là do mình truyền máu mà ra. Ngay khi Ưn Tê đang hoang mang không biết làm sao, thì thấy bố của Yu Ha đến bệnh viện. Ưn Su thật sự là con gái của Ưn Tê đúng không? Con nói đi Yu Ha. Sao bố lại biết? Là một người mẹ, đau khổ nhất là khi nhìn con mình bị bệnh. Lỡ như là bệnh hiểm nghèo thì không biết phải làm sao. Mẹ làm sao sống tiếp đây Ưn Su? Gần đây có một chuyện khiến cô ấy bận tâm hơn nhiều. Hóa ra bạn trai của cô ấy lại chính là ba ruột của con gái. Ba cô ấy biết chuyện liền đến tìm cô ấy hỏi. Ba tạm thời phải giữ bí mật. Bây giờ Ưn Tê mà biết anh ấy nhất định chịu không nổi, cho nên chờ đã. Nếu như kết quả không có vấn đề gì, thì con sẽ đem chuyện hai người họ là cha con nói ra. Cuộc đối thoại của hai người họ toàn bộ đều bị Ưn Tê nghe thấy. Tự nhiên lại xuất hiện một đứa con gái, thì không ai trong thời gian ngắn có thể chấp nhận được. Vẫn là anh nên để Yu Ha nói đi, có kết quả kiểm tra rồi cô ấy sẽ nói. Em nhớ là gen em hiến khi đó cũng mất luôn rồi đúng không? Không sai, đều bị mất rồi. Nhưng mà Ưn Tê trước mắt không nghĩ được nhiều, bây giờ anh ấy càng lo lắng về bệnh tình của Ân Su hơn. Giờ thì anh ấy đã chắc chắn bệnh của Ân Su là do truyền máu mà ra. Có cách điều trị mới không hoặc là báo cáo trường hợp này trong xã hội cũng được? Không có. Bởi vì bệnh này thường chú trọng phòng bệnh trước khi phát bệnh. Trừ phi là trong tình huống truyền máu khẩn cấp thì đều có thể phòng bệnh. Không phải tôi muốn dùng đặc quyền, nhưng bệnh nhân cần cấp cứu kịp thời nên tôi muốn tiết kiệm thời gian. Vì vậy tôi mới mong mọi người nhanh chóng đưa kết quả kiểm tra. Đừng như vậy nữa. Không phải giờ Ưn Su không sao sao? Đợi kết quả ra đã quá muộn. Nếu như bệnh này chúng ta không cứu được chỉ có thể nhìn con bé chết mà thôi. Không ngờ máu của anh lại hại Ưn Su. Bác sĩ Ưn Tê một đời cứu người khác, nhưng khi đối diện với bệnh tình của con gái lại không thể làm gì. Cảm giác này khiến anh ấy rất bất lực. Ưn Su sẽ không sao đâu. Cả hai người bác sĩ Yu Ha và Ưn Tê giờ chỉ có thể hy vọng đó không phải là loại bệnh hiểm nghèo. Lúc này tình trạng của Ưn Su vẫn ổn định, nhưng những nút phát ban trên người ngày càng lan rộng. Ưn Tê sao không đến? Không phải chỉ cần có thời gian rảnh thì đều tới đây. Gần đây không thấy tới, lại nhiều lần hỏi tôi tình trạng của con bé. Yu Ha đương nhiên biết lý do. Con gái ruột tự nhiên xuất hiện, Ưn Tê trong thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận được. Buổi tối Ưn Tê lê tấm thân mệt mỏi về nhà, lại bị chị gái ép hỏi con gái của Yu Ha Ưn Su lúc nào thì chuyển viện. Đừng nói nữa. Sao lại không nói nữa? Chị là sợ người trong bệnh viện đàm tiếu nên mới muốn Ưn Su chuyển viện. Bây giờ bọn em đang đợi kết quả xét nghiệm. Ở bệnh viện khác làm kiểm tra không được sao?
chị sẽ sắp xếp cho con bé chuyển viện. Xin chị đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Ưn Su là vì em nên mới bị bệnh. Xin chị đừng nhúng tay vào nữa. Em xin chị. Ưn Tê, vừa rồi em to tiếng với chị sao? Chị của Ưn Tê cũng là một người tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không để yên. Người lý tính như Ưn Tê mà đột nhiên lại làm như vậy, tôi nghĩ chắc chắn có lý do gì đấy. Tôi muốn biết lý do, xin hãy trả lời tôi, cô Park Yu Ha. Đừng ép cô ấy nữa. Giờ người làm em mệt mỏi nhất là chị. Sau này em sẽ giải thích với chị. Bây giờ để tụi em tự giải quyết. Từng ngày một trôi qua, kết quả kiểm tra của con gái vẫn chưa có. Là một bác sĩ, nhưng đứng trước bệnh tình của con gái lại không có cách nào. Điều này làm cho cô ấy có chút không chịu nổi. Có lẽ bây giờ chỉ có khóc một trận mới có thể làm cô ấy dễ chịu đi một chút. Xin lỗi, anh chỉ nghĩ bản thân mình khó chịu. Hôm đó, kết quả kiểm tra của Ân Su được đưa ra, Yu Ha có chút không muốn đối mặt với chuyện này. Cô nắm chặt tay của con gái âm thầm cầu nguyện. Lúc này chồng cũ của Yu Ha cũng hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm của Ân Su. Ngay lúc đó thì Ưng Tê tìm đến cửa. Là anh để Ân Su sinh ra trong tình trạng tôi không biết gì đúng không? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh là đang cầu hôn em. Đúng, anh thật sự muốn kết hôn. Hay chỉ là vì anh là ba ruột của Ân Su mới quyết định kết hôn? Sau này có khả năng sẽ hối hận đấy. Từ khi biết người đàn ông trước mặt làm cho anh ta trong lúc không biết gì xuất hiện một người con gái ruột, khiến Ưng Tê rất tức giận. Tôi có lỗi với Yu Ha, có lỗi với Ưng Su, nhưng tuyệt đối không có lỗi với cậu. Cậu thích con gái của người phụ nữ cậu thích, vừa đúng lúc là con gái ruột của cậu. Tôi luôn muốn có thứ đó, nhưng lại không có được. Nếu cậu đã muốn có được Ưng Su vậy tại sao lại bỏ rơi nó? Cứ nghĩ đến con bé không phải con gái anh là không thể nào kìm chế được đúng không? Đừng có tự nói mình là cha của Ưng Tê nữa. Ưng Tê đối với anh mà nói chỉ là vật trang trí tô điểm cho cuộc sống hoàn hảo của anh. Nếu anh trân trọng con bé thì anh sẽ không muốn bỏ rơi con bé dù một giây. Cho nên tôi vẫn luôn hối hận. Vậy thì cứ hối hận mà sống. Hôm nay đối với Yu Ha là một ngày tuyệt vời. Bệnh của con gái Ưng Su không có vấn đề gì lớn. Điều này làm cho tảng đá trong lòng cô ấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống. Người cha và dì Jin Hy cũng biết được tin tức này. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tôi còn lo lắng có chuyện gì xảy ra. Ưng Tê tìm đến chị chồng cũ của Yu Ha. Từ bây giờ tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại gia đình cô nữa. Yu Ha và Ưng Su cũng giống tôi. Tôi tại sao phải nghe lời cậu? Chuyện này hỏi em trai cô đi. Anh là nói chuyện nó định đem Ưng Su xuất ngoại. Là em trai cô phạm tội không thể tha thứ. Nếu cô nghĩ cho anh ta thì bảo anh ta từ bỏ quyền giám hộ của Ưng Su đi. Rốt cuộc em đã làm cái gì mà đến quyền của cha cũng không giữ được? Em đã làm gì ở Mỹ? Rốt cuộc là làm gì? Tất cả đều nghe theo anh ta đi. Hôm nay, cả nhà Yu Ha đều đến bệnh viện thăm Ưng Su, nhìn thấy con bé không sao, ai cũng yên tâm. Anh không dám gặp Ưng Su, không biết làm sao đối mặt, nên giải thích quan hệ của anh và con bé như thế nào. Buổi tối sau khi về nhà, chị anh ấy thấy em trai dạo này đầu óc cứ như bị thôi miên. Em dạo này sao thế? Ưng Tê nhớ đến người cha từ nhỏ đã bỏ rơi hai chị em, đi khắp nơi hành nghề y. Bà, sao ông ấy lại làm như thế? Còn có thể vì sao nữa, là bởi vì em so với mục tiêu sống của ông ấy không quan trọng bằng. Có phải em rất giống ba? Giống, như hai giọt nước. Vậy con của em cũng sẽ giống em, ghét bố, oán trách mà trưởng thành. Hôm nay, Ưng Tê đến thăm mộ của ba, đến cùng người mà anh vừa tôn trọng vừa oán trách mà nói những lời trong lòng. Ba, hóa ra con có con gái, có người vì con vậy mà đến thế gian này. Ưng Su là con gái của người con yêu, con sẽ không sống một cuộc đời giống ba. Ưng Tê gỡ bỏ nút thắt trong lòng, đến thăm đứa con gái từ trên trời rơi xuống. Ôm con gái của mình, mọi phiền não của Ưng Tê đều tan biến. Yu Ha cũng thấy rất có lỗi với Ưng Tê. Những chuyện đó đều là do chồng cũ của em làm. Nếu như không gặp em, anh sẽ không gặp những chuyện như thế này. Anh không biết nên giới thiệu với Ưng Su anh là ai, có nên nói anh là ba con bé, hay là giấu con bé. Cho dù anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, chúng ta sau này phải làm sao? Hôm nay, chồng cũ của Yu Ha lại đến bệnh viện. Có thể để anh và Ưng Su ở riêng một hôm không? Không được, anh định đưa Ưng Su đi đâu? Anh tỉnh táo lại đi. Anh có biết là lời của anh đã không còn đáng tin nữa sao? Tôi biết. Nhưng mà không được. Tôi muốn ở trước mặt Ưng Su vẫn là một người cha tốt. Anh có muốn để Ưng Su trưởng thành trong sự oán hận ba mình không? Để họ gặp mặt đi. Nếu anh ta biến mất không có tiếng động, Ưng Su sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Anh làm sai điều gì nên bố mới rời đi? Anh là một đứa trẻ hư. Mỗi lần ba anh không từ mà biệt anh đều nghĩ như vậy.
Yu Ha cuối cùng vẫn đồng ý để chồng cũ gặp mặt con gái. Đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt. Để ba ôm con một cái. Lúc này Eun Tae mới biết chồng cũ của Yu Ha đã gặp Eun Su. Điều này khiến cho tâm trạng của anh ấy không tốt. Cho dù chồng cũ của em từ bỏ quyền giám hộ, nhưng trên mặt pháp luật anh ta vẫn là cha của Eun Su. Xem ra chúng ta cần xem xét một chút. Rốt cuộc anh đang nói gì? Chúng ta nên làm gì để đối với Eun Su là tốt nhất? Anh là đang cầu hôn. Đúng, anh thật sự nghĩ muốn kết hôn cùng em. Hay chỉ vì muốn trở thành ba của Eun Su? Một khi quyết định kết hôn, sau này sẽ có khả năng hối hận. Em đi trước. Trong tình huống này mà cầu hôn, đương nhiên Yu Ha sẽ không đồng ý với anh ta. Anh vì con mà kết hôn với em. Từ khi chúng ta ở bên nhau, trong mắt anh chỉ có em. Yu Ha mang tâm trạng cùng em trai và em gái ăn tối. Đúng lúc này chị gái Yu Ha từ nhà chồng đột nhiên về nhà. Nhìn thấy em trai em gái mình chỉ ăn mì, chị liền mở tủ lạnh bỏ đồ ăn vừa đem sang vào. Chị, đừng tìm đồ ăn nữa. Dạo này trong nhà ai cũng bận, đều vứt đi hết. Chị đã kết hôn rồi, không việc gì phải khổ như thế, ngốc quá đi. Đúng vậy, làm sao phải mỗi sáng đều đem qua chứ. Nghe những lời này, chị gái rất tức giận, đem hết những món ăn trong tay đều đổ đi. Nếu đã không ăn thì tôi việc gì phải ngốc nghếch đem qua. Mấy đứa không muốn thì tôi cũng không cần, càng tốt. Chỉ có tôi nghĩ rằng chỉ cần mình chịu khổ một chút, tôi nhịn một chút thì mọi người đều vui vẻ, cho nên tôi vẫn luôn là một đứa ngốc. Yu Ha nhìn thấy chị cả như vậy liền có chút xúc động. Cô ấy biết, người chị kiên cường này phải chịu rất nhiều chuyện nên mới như vậy. Nhìn thấy chị khóc thương tâm như thế, trong lòng Yu Ha cũng khó chịu. Có phải ở công ty có chuyện gì rồi không? Hay là chị ấy ở nhà chồng có áp lực gì à? Hóa ra mấy ngày nay chị của Yu Ha sẽ đưa khoản tiền tiết kiệm cho mẹ chồng, cũng chính là lương hưu của cô ấy. Em không cần đối xử tốt với bà ấy vậy. Em không biết bà ấy đã làm ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Bà ấy đi tìm mẹ vợ. Hóa ra bà ấy đến tìm Jin Hee, muốn gì ấy tặng nhà mình một quán cà phê. Chị gái của Yu Ha về đến nhà, chất vấn mẹ chồng tại sao lại làm như vậy. Cái con người này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Bố của Yu Ha cũng đã biết được chuyện này. Ông chất vấn Jin Hee tại sao lại đồng ý với bọn họ. Em có năng lực cho bà ta một quán cà phê. Hơn nữa nhà bọn họ chỉ cần có được quán cà phê là có thể bình yên vô sự, vui vẻ sống qua ngày. Có phải mẹ biết gì Mi-eun rất có tiền, nên mới đồng ý để cho chúng con kết hôn không? Có đúng không? Đúng. Tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp được chút ít gì đó cho cuộc đời cô. Nghe nói cô sắp có thêm một người mẹ nhiều tiền, vậy tôi còn có lý do gì để mà phản đối chứ? Xin mẹ đừng nhận tiệm cà phê đó, chỉ cần mẹ chịu từ bỏ, con sẽ chăm chỉ hơn, sẽ quan tâm mẹ hơn nữa. Tôi thật sự rất ghét cô nỗ lực, cái dáng vẻ làm việc cật lực đó thật sự rất ngu ngốc. Cô ngại đi đòi thì tôi đành phải giúp cô đi đòi rồi. Chuyện khiến người khác chán ghét cứ để đấy tôi làm, cô chỉ cần giả vờ không biết là được rồi, tại sao lại làm không được chứ? Mẹ à, không phải mẹ nói con là con gái của mẹ sao? Trên đời này làm gì có bà mẹ chồng nào thật sự xem con dâu là con gái ruột, chứ? Sao cô không chịu thông minh lên một chút hả? Sau này con sẽ thông minh hơn như ý của mẹ. Chị gái của Yu Ha đến nói chuyện với bố. Ông nói với cô, Mi-eun cũng là vì lo lắng cho cô, mong cô ở nhà mẹ chồng có thể sống tốt hơn một chút, nên mới đồng ý với mẹ chồng của cô, tặng cho bà ta một tiệm cà phê. Lúc này, anh rể Yu Ha cũng chạy đến. Nếu như đã không tách ra ở riêng thì bất kể là cãi nhau hay là lăng mạ cũng đều phải về nhà mà đối mặt. Yu Ha hy vọng anh rể có thể đồng ý với cô một chuyện, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng phải duy trì thái độ trung lập, đứng giữa cô và mẹ của anh ta. Bắt đầu từ bây giờ, việc nhà, việc mẹ phải làm và việc em phải làm, chúng ta tự làm đi. Tiền sinh hoạt chung chúng ta một người chịu một nửa, cùng nhau quản lý. Em nói rõ trước, sau này em sẽ không lãng phí thời gian của mình để đi làm việc nhà nữa. Hôm nay, Yu Ha đến nhà Jin Hee, cô muốn biết một người thông minh tài giỏi như Jin Hee, tại sao lại đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng mình. Bởi vì dì muốn bảo vệ hạnh phúc của con. Mẹ chồng con nói, chỉ cần có được tiệm cà phê thì cả đời bà ta sẽ chăm sóc hầu hạ con. Dì hy vọng con sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc, cho nên so với phán đoán lý tính thì dì quyết định nghe theo trái tim mình. Lời nói của Mi-eun khiến Sun Ha vô cùng cảm động, khiến cô cảm nhận được tình mẫu tử đã lâu không được nếm qua. Ngày hôm sau, Sun Ha đưa mẹ chồng đến tiệm cà phê mà bà ta hằng mong ước, nhưng khi bà ta nhìn thấy căn nhà vừa cũ vừa nát này thì... Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Sao lại gọi tôi đến đây? Đây là tiệm cà phê của chúng ta. Cái gì? Người phụ nữ này, lừa đảo thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Lừa đảo cái gì chứ? Mẹ đừng có làm ầm lên nữa. Đừng có tự rước lấy nhục nữa. Đằng nào cũng đã bị làm nhục đến mức này rồi, cái gì cần nói thì cứ nói ra đi. Bà mẹ chồng mặt dày này vậy mà thật sự gọi điện thoại cho Jin Hee. Mi-eun nhìn thấy là bà ta gọi đến liền trực tiếp không nhận điện thoại. Xem ra bà ta đã biết rồi. Con bé đó nó mà đã hạ quyết tâm cái gì thì sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp đâu.
Hơn nữa mắt nhìn của Sunha rất tốt, bởi vì tiền thuê cửa hàng ở khu kinh doanh gần đường lớn đó đang tăng vọt, chẳng bao lâu nữa khu kinh doanh sẽ mở rộng ra các ngõ nhỏ. Mẹ, đây là hợp đồng, mẹ ký tên đi. Hợp đồng lao động. Bởi vì từ giây phút này trở đi, mẹ sẽ phải làm việc ở cửa hàng rồi. Không làm, tôi không làm được. Mẹ, không phải quán cà phê này là do chính mẹ yêu cầu sao? Phải dùng tiền lương ứng trước 10 năm của con để đổi lấy đấy. Lời này của con có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ đó mẹ. Nơi này được mua bằng tiền lương của Kim Su làm tài sản thế chấp mua về. Đằng nào thì dù tiệm cà phê có đóng cửa, cũng chỉ làm tiền lương của Kim Su bị giữ lại mà thôi, chẳng có liên quan gì với con cả. Có phải cô cố ý chỉnh tôi không? Vâng. Hôm nay là ngày thứ 100 đại thần đến nhà chúng ta. Được rồi, cười lên nào. Nào, 1, 2, 3. Ai, cái này có cái gì đáng chụp đâu cơ chứ? Bố A, chỉ có cái này mới lưu giữ được kỷ niệm thôi. Hai người nhanh chóng tổ chức lễ cưới có được không? Em thật sự có thể không? Nếu như mọi người đều đã nghĩ như vậy rồi, tổ chức một lễ cưới đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Cuộc sống vui vẻ như vậy, hôm nay lại bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ rồi. Thì ra chị gái của Ân Tê nghe được tin đồn không hay ở bệnh viện, mọi người đều đang bàn luận con gái Ân Su của Yu Ha là con của Ân Tê em trai bà. Bà nói với Mi Ân rằng loại tin tức phi thực tế này đang xúc phạm đến bà và em trai mình. Ân Tê đã nói thật với tôi, nó với cô Park Yu Ha không phải loại quan hệ không đứng đắn đó, chúng nó mới quen biết ở bệnh viện. Vậy thì làm sao mà Ân Su lại là con gái của Ân Tê được chứ? Đúng vào lúc này, Ân Tê với Yu Ha biết tin nên đã chạy tới. Đối mặt với sự tra hỏi của chị gái với Yu Ha, Ân Tê vốn không định nói sự thật ra cho chị mình biết, nhưng đến lúc này vẫn không chịu được mà nói hết ra. Ân Su đúng là con gái của em. Không phải lúc nãy em nói em với Park Yu Ha không phải loại quan hệ đó sao? Em chỉ nói là bọn em không phải quan hệ không đứng đắn. Quả thực em chính là người bố có chung dòng máu với Ân Su. Cái gì cơ? Loại chuyện không thể tưởng tượng được này khiến chị gái của Ân Tê nhất thời khó lòng mà chịu nổi. Đáng lẽ chuyện của Ân Su phải càng ít người biết càng tốt mới đúng. Lần này đại thần Jin Hy nói nhầm rồi. Đó là bởi vì chị của Ân Tê phản đối quan hệ của bọn con. Jin Hy cô ấy muốn giúp các con nên mới làm như vậy. Chẳng phải bố từng hỏi qua đại thần Jin Hy, có nói với chị gái của Ân Tê chưa hay sao? Đúng là bố có từng hỏi cô ấy. Không phải lúc ấy cô ấy nói mình không nói gì sao? Jin Hy lúc đó cơ thể hình như xảy ra vấn đề gì đó. Những gì mình từng nói có lúc sẽ không nhớ ra nổi. Ân Su là ai vậy? Chồng cũ của Jin Hy cũng từ nước ngoài trở về rồi, hơn nữa còn được con trai bà đưa về nhà. Bảo mẫu trong nhà đem chuyện chồng cũ Jin Hy sống ở trong nhà nói cho cô ấy biết. Đối mặt với người chồng cũ này, Jin Hy không có bất kỳ ấn tượng tốt nào cả. Hình như em ngày càng xinh đẹp hơn thì phải. Tại sao em lại trả nợ cho anh? Không phải là tôi giúp anh trả, mà là Moon Sik dùng tài sản sau này nó được thừa kế trả hộ anh. Nhờ phúc của anh mà sau này Moon Sik không thể thừa kế tài sản của tôi được nữa. Vốn dĩ anh còn lo nếu như là em giúp anh thì anh phải làm thế nào đây? Sau này chúng ta không còn lý do gì phải gặp mặt nữa rồi. Tạm biệt nhé. Tên chồng cũ vong ơn phụ nghĩa này bây giờ lại bắt đầu lên kế hoạch cướp đi tất cả tài sản của Jin Hy. Hôm nay tâm trạng Hyo Sok không được tốt lắm. Jin Hy đi gặp chồng cũ khiến ông ghen. Anh ghen à? Làm gì có. Em vì sợ anh ghen nên mới đi có một chút rồi về ngay đấy. Đằng nào cũng vẫn là đi đấy thôi. Hôm nay chị gái của Ân Tê đi đến trường mẫu giáo. Bà đến thăm đứa cháu gái Ân Su này. Lúc ngủ mà để hở bụng ra là dễ bị đau bụng lắm đấy. Có lẽ chính mối quan hệ máu mủ đã khiến bà vô thức mà quan tâm, yêu thương đứa cháu này. Về đến nhà, bà còn bắt đầu học cách làm mấy món ăn vặt mà trẻ con thích ăn. Ân Su sẽ thích ăn cái gì đây nhỉ? Con gái của cậu tên là Ân Su đúng không mẹ? Sao mẹ lại quan tâm nó thích ăn cái gì vậy? Đúng nhỉ, mẹ đâu có cần quan tâm loại chuyện này đâu. Con phải ra ngoài à, thế đi đường cẩn thận nhé. Jin Hy đến tìm Moon Sik, bà hy vọng lúc kết hôn với bố của Yu Ha có thể nhận được lời chúc phúc của cậu con trai này. Sống ở đó, mẹ có thật sự hạnh phúc không? Con có biết mẹ vẫn gặp ác mộng không? Có phải mẹ lại gặp ác mộng liên quan đến ông ngoại không? Hình như mẹ vẫn chưa thể thoát khỏi những ký ức đó, nhưng từ khi ở cùng Hyo Sok, mẹ gần như không còn mơ thấy ác mộng nữa. Lúc mẹ mơ thấy ác mộng, Hyo Sok sẽ tỉnh dậy trước mẹ, nói với mẹ là không sao, đừng sợ, bảo mẹ thả lỏng đi, tất cả chỉ là mơ mà thôi, ông ấy cứ an ủi mẹ như vậy. Bây giờ mẹ như này cũng xem như rất hạnh phúc rồi đúng không? Đúng vậy, mẹ rất hạnh phúc. Hôm nay, ví da của Jin Hy không thấy đâu cả. Bà nghĩ thế nào cũng nhớ không ra đã để ví ở chỗ nào. Jin Hy thấy trong xe cũng không có nên xem lại camera.
Lúc bà nhìn thấy những gì xảy ra bên trong video liền bị dọa một vố. Chuyện mà Jin Hee sợ nhất xảy ra rồi, bố của bà đã từng bị căn bệnh này giày vò biết bao nhiêu năm tháng. Cùng lúc này, con trai Moon Sik của Jin Hee tìm đến tiệm giày của bố Yu Ha, hình như cháu có lời muốn nói với chú hả? Chú với mẹ tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới đúng không? Tôi không cách nào có thể chúc phúc cho hai người, nhưng tôi sẽ không phản đối nữa. Bố Yu Ha muốn Moon Sik cho ông biết, rốt cuộc bố của Jin Hee mất vì bệnh gì, tại sao lại để lại ảnh hưởng đến tâm lý của Jin Hee lớn đến như vậy, bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn bị ác mộng quấn lấy làm cho tỉnh giấc. Bệnh Alzheimer. Vào 10 năm trước khi ông ngoại mất, mẹ đã phải nhìn ông từng ngày một mất đi ý thức, đến cả các triệu chứng giai đoạn cuối mẹ cũng đều nhìn thấy hết, mẹ đã phải chịu đựng một mình tất cả điều đó, nên lúc đó bà ấy bị suy nhược thần kinh, sợ rằng sau này mình cũng sẽ mắc phải căn bệnh giống như ông. Jin Hee không dám lái xe nữa, vội vã chặn một chiếc taxi lại. Tôi đã đi đâu, đã nói những gì tôi đều không nhớ nữa. Hình như là triệu chứng của suy giảm nhận thức và mộng du. Làm ơn hãy kiểm tra toàn bộ giúp tôi, xem tôi mắc phải bệnh gì, là loại bệnh như thế nào. Hãy huy động toàn bộ nhân lực tìm ra bệnh của tôi nhất định phải sống một cuộc đời bình thường, nhất định phải chữa khỏi bệnh của tôi. Em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Hôm nay đối với Jin Hee chính là một ngày vô cùng u ám. Tôi đã đi đâu, đã nói những gì tôi đều không nhớ nữa rồi. Hình như là triệu chứng của suy giảm nhận thức và mộng du. Làm ơn hãy kiểm tra toàn bộ giúp tôi, xem tôi mắc phải bệnh gì, là loại bệnh như thế nào. Hãy huy động toàn bộ nhân lực tìm ra bệnh của tôi. Jin Hee đã làm xét nghiệm kỹ lưỡng toàn bộ, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Bác sĩ khuyên Jin Hee thời gian này nên ở nằm viện để quan sát. Nhưng Jin Hee không hề nghe theo lời bác sĩ, bà không muốn làm bố Yu Ha cùng bọn trẻ phải lo lắng. Về đến nhà, Jin Hee giả vờ như không có chuyện gì cả. Nhìn thấy bọn trẻ đều có chuyện gì đều tìm đến mình, khiến Jin Hee cảm thấy mình là người không thể thiếu trong căn nhà này, nên càng khao khát có thể chữa khỏi bệnh hơn, bởi vì bà thực sự rất muốn tiếp tục sống cùng những con người trong mái nhà này. Cuối cùng cũng về nhà rồi, đúng là có cảm giác đã trở về nhà mà. Em nói như vậy, làm anh cứ tưởng là em vừa đi du lịch ở nơi nào rất xa mới trở về đấy. Mà mới có nửa ngày thôi, ngày hôm nay đối với em thực sự rất dài. Buổi sáng, Jin Hee trông rất tiểu tụy, bố Yu Ha thấy vậy nên buổi trưa muốn đưa bà đi ăn một bát mì lạnh mát mẻ, như thế có thể sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Jin Hee lo lắng bản thân sẽ quên mất nên vội vàng cầm lấy cây bút lên. Trưa hôm nay có hẹn với Park Hyo Sop đi ăn mì lạnh, tuyệt đối không được quên. Lúc này, bệnh viện gọi điện đến, đã có kết quả xét nghiệm của bà rồi. Bà Lee, bà đã mắc chứng mất trí nhớ thể Lewy. May mà bây giờ mới là triệu chứng của giai đoạn đầu thôi. Vậy nên có thể trị khỏi đúng không? May mà bà kịp thời đến bệnh viện, chỉ cần tiếp nhận trị liệu cho tốt là sẽ khỏi. Kết quả như vậy có lẽ chính là trong cái rủi có cái may. Mi-eun nói với chính mình, nhất định phải gắng mà vượt qua. Lúc này bố của Yu Ha đang đích thân làm giày cho Jin Hee đeo trong lễ cưới, cứ cẩn thận từng ly từng tí một, mà lau chùi rồi lại nghĩ đến dáng vẻ Jin Hee lúc đeo nó lên. Bố Yu Ha đến bệnh viện tìm Eun-tae. Chú định chính thức cầu hôn Jin Hee, không phải bây giờ giới trẻ rất biết cách tạo bất ngờ sao? Nếu như là cháu thì cháu sẽ làm như nào? Em sẽ không ăn một hộp cơm đắt tiền như vậy, rồi liền phủi mông rời đi đâu đúng không? Chúng ta kết hôn đi. Cái gì, anh vừa nói cái gì cơ? Ai ra, làm ơn lúc ngáp thì che cái miệng vào một chút đi. Anh nói là chúng ta kết hôn đi. Eun-tae nhớ lại những chuyện cũ bản thân không muốn nhớ lại kia, như thế này thì làm sao mà dạy được bố vợ tương lai chứ? Cứ thành tâm thành ý là được rồi ạ. Chẳng lẽ cứ nói bằng miệng thôi là được rồi sao? Chú nghe Yu Ha nói, nếu như làm ăn qua loa, phụ nữ chắc chắn sẽ nhớ cả đời đấy. Lời này của ông khiến Eun-tae khóc không thành tiếng, chẳng lẽ bố vợ tương lai đang nói bóng nói gió anh đây à? Sau khi về nhà nghiêm túc suy nghĩ lại, Eun-tae đến tìm Yu Ha. Đến cả chú cũng phải khổ não nghĩ về việc cầu hôn như thế nào, còn anh lại chỉ nói suông một câu, anh đúng là đầu đất mà. Không ngờ Yu Ha lại cun ngầu lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, trực tiếp đeo lên tay cho Eun-tae. Nhẫn này đáng lẽ phải để anh, ai tặng ai thì có làm sao đâu. Em ghét nhất lúc hẹn hò chỉ có một người phải hy sinh, sống như vậy khổ biết bao nhiêu, điều này em hiểu rất rõ. Nhưng cầu hôn thì để anh làm cho. Được, thế anh làm đi. Em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Tối nay bố Yu Ha và con trai Jin Hee đã chuẩn bị cho bà một sự bất ngờ. Mẹ, con mong mẹ sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Nhất định vậy. Bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ hạnh phúc.
Nơi đây cũng chính là nơi mà bọn họ hẹn hò khi còn trẻ. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này đúng là ngập tràn kỷ niệm mà. Bố Yuha đã chuẩn bị sẵn đôi giày tự tay làm, cẩn thận đeo vào chân cho Jinhee, là giày cô dâu. Chuyện một người đóng giày như anh có thể làm cho em cũng chỉ có cái này mà thôi. Mặc dù anh mới chỉ nhìn chân em có mấy tháng, nhưng anh đã khắc ghi nó vào trong đầu từ lâu rồi. Em hãy đeo nó rồi cùng anh đi vào lễ đường nhé. Nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, lại nhìn người đàn ông hết lòng yêu thương mình ở bên cạnh, Jinhee lại càng muốn chữa khỏi bệnh của mình. Còn nắm nữa là tay anh gãy ra mất, buông ra đi. Không muốn. Không biết có phải vì chúng ta sắp kết hôn rồi hay không mà dạo này, hình như em càng ngày càng dính anh. Hôm nay, cuối cùng Jinhee cũng đã được mặc lên người chiếc váy cưới mong mỏi đã lâu, hơn nữa còn là mặc cho người đàn ông bà yêu nhất xem. Bây giờ cùng ngắm cô dâu đi ra nào. Cô dâu, cô chuẩn bị xong chưa? Cô dâu, không ngờ nhân viên vừa vào phòng thì không thấy Jinhee đâu nữa, hơn nữa điện thoại với túi sách vẫn còn đang ở trong phòng. Thì ra ký ức của Jinhee đã quay trở lại những năm tháng khi còn trẻ, bà mặc váy cưới đi dưới trời mưa. Lúc tỉnh táo lại, bà vội vàng quay về biệt thự của mình. Nhìn thấy đôi giày mà bố Yuha tự tay làm cho mình đã biến dạng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Em có bị thương không? Không có. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao em lại đột nhiên biến mất lúc mặc váy cưới thế? Nói cho anh biết đi. Là một bà mẹ đơn thân, muốn tái hôn quả là chuyện rất khó. Vậy mà hôm nay Yuha đã nhận được sự cho phép của người nhà bạn trai rồi. Ưn tê, chị của anh bảo em gọi chị ấy là chị đấy. Bây giờ đến cả cách xưng hô bọn em cũng đã quyết định xong cả rồi. Vậy có nghĩa là chị ấy rất thích em đó. Em làm cách nào mà cướp được cảm tình của chị ấy thế? Em hơi bị giỏi đấy nhá. Thì ra từ sau khi bố mẹ qua đời, chị gái đã như mẹ ruột chăm sóc cho Ưn tê. Nhìn thấy Yuha thật lòng nghĩ cho Ưn tê, bà cũng tiếp nhận người phụ nữ này. Cô không cần gọi tôi là phu nhân nữa, cứ gọi là chị đại loại vậy cho thân thiết đi. Yuha về đến nhà, phát hiện trong nhà loạn hết cả lên. Mẹ tương lai Jinhee đã chuyển ra khỏi đây, trở về biệt thự cũ của mình rồi. Jinhee vốn đang hạnh phúc thử váy cưới bỗng dưng không từ mà biệt, biến mất khỏi tiệm váy cưới làm bố Yuha lo lắng vô cùng. Thì ra phú bà giàu có Jinhee vừa được chẩn đoán là mắc chứng mất trí nhớ Louis, việc thỉnh thoảng lại phát bệnh đột ngột như này cũng khiến bản thân Jinhee không biết phải làm như nào. Bà không hề nói cho bất kỳ ai biết bệnh tình của mình, bà lo người nhà sẽ lo lắng cho mình, muốn một mình chịu đựng tất cả. Đối mặt với sự chất vấn của người mình yêu, Jinhee chỉ có thể bịa ra một lời nói dối lấp liếm cho qua chuyện. Em đừng nghĩ dùng mấy lời này có thể thuyết phục được anh. Ngày hôm sau, Jinhee sợ bố Yuha sẽ hiểu lầm nên vội chạy đến giải thích. Bây giờ em vẫn không muốn quay lại à? Anh đừng hiểu lầm, em không phải vì muốn chia tay với anh nên mới đưa ra quyết định như vậy. Anh sẽ không hiểu lầm đâu. Em làm như vậy chắc là phải có lý do nào đó mà anh không biết. Làm như vậy không giống em chút nào. Nói thật cái này làm anh có chút sợ. Em rất nhanh là sẽ không sao rồi, đến lúc đó em sẽ trở về. Cùng lúc này, chồng cũ của Jinhee cùng người bạn bà tin tưởng nhất câu kết với nhau, ý đồ giành lấy tài sản của bà. Bà vẫn chưa nói cho người nhà biết bệnh tình của bà à? Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai biết cả. Bà Lee Jinhee, tôi muốn đợi tôi khỏe hơn một chút rồi mới nói với mọi người. Hôm nay, chồng cũ của Jinhee chuẩn bị đến nhà bà để đánh cắp thông tin hợp đồng. Đây là bước chuẩn bị để hắn cướp lấy tài sản của Jinhee. Gọi điện cho con trai xác nhận trong nhà không có ai xong, hắn liền lẻn vào trong. Không ngờ vừa mở cửa phòng Jinhee ra. Ấy, xin lỗi. Anh nghe thấy trong phòng có tiếng động nên mới đi vào xem. Anh để quên chứng minh thư ở đây, lấy xong sẽ rời đi ngay. Ấy, Jinhee, em không sao chứ? Anh là ai? Em không biết anh là ai sao? Bố tôi, ông ấy ở đâu? Jinhee bây giờ em mấy tuổi rồi? 24 tuổi. Lão chồng cũ thấy vậy liền biết cơ hội đến rồi. Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi toàn bộ kế hoạch rồi. Tình trạng hiện tại của Jinhee còn có ai biết không? Park Hyo Sop hay là Moon Sik? Buổi tối, Hyo Sop thấy căn nhà trống trải này, trong lòng không kiềm nổi lại nhớ về Jinhee. Một người ở trong căn phòng này thật đáng sợ. Jinhee, khi nào em mới quay lại? Em sẽ quay trở lại nhanh thôi, anh yên tâm, em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Hôm nay, Ưng Tê đột nhiên nhìn thấy tên mẹ vợ tương lai của mình nằm trong danh sách những người bị chứng mất trí nhớ Louis. Không ngờ ngày hôm sau thật sự gặp được bà ở cửa phòng giáo sư trị liệu chứng mất trí. Sao cháu lại đến bệnh viện này? Có thể nói chuyện với cháu một chút được không? Bố Yuha đã làm giày cả một đời rồi. Khi ông nhìn thấy đôi giày mình tự tay làm cho Jinhee, khóe mắt bồng đỏ lên. Cô ấy đã từng nói sẽ đeo đôi giày đó bước vào lễ đường, lúc đó còn quyến luyến không rời. Vậy mà lại đeo đôi giày đó đi lên đoạn đường khó đi như vậy. Tại sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao cô ấy lại như vậy? Ưn Tê đã biết được bệnh tình của Jinhee, nhưng Jinhee lại không muốn để cho ai biết cả. Bà mong Ưn Tê có thể giữ kín bí mật này cho mình. Jinhee, anh có thể làm điều gì cho em đây?
Hyosop, chỉ cần đợi em thêm vài tuần nữa là được rồi. Nếu đổi lại là trước đây, anh nhất định sẽ đợi em, nhưng bây giờ anh sẽ không đợi em nữa đâu. Nhớ em thì sẽ đi gặp em, cảm thấy buồn thì sẽ đi tìm em, nếu như không biết thì sẽ hỏi cho đến khi em chịu nói thì thôi. Nếu như nhất định phải đợi đến lúc kết hôn vậy thì chúng ta cùng nhau đợi đi. Bố Yuha đem theo hành lý, trực tiếp chuyển vào biệt thự của Jinhy. Anh đang làm cái gì vậy? Không có em, một mình anh ở đó không quen. Sống ở đâu không quan trọng, chỉ cần ở cùng nhau là được rồi. Park Hyosop, không cần biết em đang giấu giếm chuyện gì, đều chẳng sao hết. Anh sẽ bảo vệ em, không cần biết là chuyện gì, chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Hãy cùng nhau sống ở đây đi. Có thể yêu em một lần nữa không? Còn phải làm thế nào nữa mới hấp dẫn được anh đây? Chúng ta nhanh xuất phát đi. Đi đâu cơ? Em nhất định sẽ dựa theo mẫu người mà anh thích, khiến anh yêu em cả đời này luôn. Hôm nay em nhất định sẽ trở thành kiểu phụ nữ mà Dung Ưn Tê anh yêu thích. Thì ra mục đích cả đời của người yêu cô là chữa bệnh cứu người, hy vọng có thể dùng cả cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh từ thiện. Yêu anh thì phải ủng hộ lý tưởng của anh, Yuha đã làm được rồi. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, không gì bằng cùng người mình yêu nhất cùng nhau làm chuyện mình thích nhất cả. Về đến nhà, Yuha lại biết được bố mình đã chuyển đến biệt thự của Jinhy. Hóa ra Jinhy mắc phải chứng mất trí nhớ. Phú bà Jinhy cả đời mạnh mẽ vậy mà lại sợ để người nhà lo lắng, không hề cho bất kỳ ai trong nhà biết chuyện mình mắc bệnh. Bố Yuha thấy Jinhy chuyển khỏi nhà của mình, làm sao ông có thể yên tâm được nên đem theo hành lý đến biệt thự của Jinhy. Không cần biết em đang che giấu điều gì, đều chẳng sao hết, anh sẽ bảo vệ em, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Hôm nay, Jinhy đến bệnh viện tái khám, may mà bệnh tình không hề nghiêm trọng hơn, thế nhưng bà lại bị chồng cũ theo dõi, hơn nữa hắn còn gọi điện hẹn gặp Jinhy. Khi hắn nhìn thấy phòng mà Jinhy đi vào, trong lòng đã đoán ra được, cô ta chỉ có một mình hơn nữa đầu óc cũng không được rõ ràng lắm, làm gì còn ai dễ đối phó hơn nữa. Hôm nay, Yuha nói cho Ưn Tê biết chuyện bố mình đã chuyển đến biệt thự nhà Mi-ơn. Người ta cùng sống với người mà mình thích đấy, ai, thật là ngưỡng mộ quá đi, thật sự quá ngưỡng mộ. Tới bao giờ anh mới được như vậy chứ? Ngày mai là có thể rồi. Hay là bây giờ sống cùng nhau luôn đi. Làm sao vậy? Tự nhiên cảm thấy sợ à? Không phải, là vui quá đó. Chúng ta có thể tranh cưới trước chú không? Ai ra, lại còn dám đùa nữa. Đương nhiên là phải để hai người họ kết hôn trước rồi. Ưn Tê chuẩn bị cho Jinhy một điều bất ngờ. Không ngờ dưới lời đề nghị của Ưn Tê, cả nhà Yuha đều đến biệt thự của Jinhy. Bệnh của Jinhy rất cần có người nhà ở bên. Tâm trạng vui vẻ càng giúp cho bệnh tình chuyển biến tốt hơn. Bà ngoại, ai ra, giỏi quá đi, cảm ơn cháu. Ai ra, Ưn Su nhà chúng ta ngoan quá đi. Ngày vui như này, nếu mà không hát một bài thì tối hôm nay chắc chắn ngủ không ngon rồi. Có phải dạo này cô bị trầm cảm nặng hơn phải không? Trầm cảm cũng là biến chứng của căn bệnh đó, kể cả bệnh tình có không chuyển biến tốt cũng tuyệt đối không được cách xa người nhà. Mặc dù chắc chắn cô rất sợ hãi mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối không chịu nổi của mình, nhưng đừng vì ngày mai mà quyết định từ bỏ đi hạnh phúc của ngày hôm nay. Đây là yêu cầu của cháu đối với cô với tư cách là con rể tương lai của cô. Bố Yuha dạo gần đây cũng phát hiện ra Jinhy có một vài triệu chứng trầm cảm. Ông muốn Ưn Tê nói với mình ông phải làm như nào mới có thể giúp được Jinhy. Luôn ở bên dì ấy, nếu như không có việc gì làm thì chơi bài cũng được, cùng nhau tạo một thú vui chung như tập yoga đôi, đọc sách hoặc làm đồ thủ công đều được. Thật sự chỉ cần làm như vậy là chứng trầm cảm của cô ấy có thể hết không? Sẽ đỡ hơn một chút, nhất định sẽ đỡ. Hôm nay, Jinhy gặp mặt chị gái của Yuha, bà muốn nhờ chị gái Yuha làm người giám hộ thành niên của mình. Thường thì đều là người cao tuổi hoặc người mất năng lực hành vi mới cần không phải sao? Ai, dì còn khỏe hơn con, sao đột nhiên lại nhắc đến cái này? Thực ra dì mắc bệnh rồi. Bố Yuha càng nghĩ càng thấy không đúng, nghĩ đến hành động, thái độ của Jinhy, rồi lại nghĩ đến những lời Ưn Tê nói với mình. Ưn Tê, có phải Jinhy mắc phải bệnh gì rồi không? Là giai đoạn đầu của chứng mất trí. Điều mà dì sợ nhất chính là không thể bảo vệ chính bản thân mình. Bây giờ điều đó đã trở thành sự thật rồi. May mà có người mình có thể tin tưởng ở bên cạnh. Chị gái Yuha trở về nhà, không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Hyosop, anh sao thế? Gặp phải chuyện gì không hay à? Tại sao em lại không nói cho anh biết? Cái gì? Chúng ta chụp một tấm đi. Chúng ta ít chụp ảnh quá rồi đấy. Lần trước chụp rồi mà, sao lại phải chụp nữa làm gì? Không phải để sau này không phải hối hận sao? Anh dịch vào đây một chút đi. Thế này à? Xem thử xem thế nào đi. Thế nào? Cái gì? Có phải rất đẹp hay không hả? Đây là tấm ảnh đôi đẹp nhất của chúng ta. Hóa ra Yuha vô tình nghe được dự án xe y tế di động do bạn trai mình dẫn đầu đã bị chặn lại ở châu Phi. Cậu có biết vì để gây quỹ mà đã phải đánh đổi bát cơm của hàng tá người không? Không lẽ anh không thể cùng tôi quay về sao? Ít nhất thì chính quyền địa phương cũng thân thiện với anh hơn. Tôi đã nói rồi, tôi không thể đi được. Giáo sư à, Yuha biết sự nghiệp chữa bệnh từ thiện là mục tiêu theo đuổi cả đời của người yêu mình, mãi cho đến khi gặp được cô, anh mới từ bỏ đi ước mơ cùng khát vọng của mình, ở lại bên cạnh cô. Yuha không hy vọng cuộc đời bạn trai mình sẽ phải có điều gì hối tiếc. Ưn tê, nếu như anh muốn trì hoãn hôn sự của chúng ta thì em cũng không sao cả. Đợi anh từ châu Phi trở về rồi làm cũng được, thế nên anh cứ yên tâm mà đi đi. Anh có thể đi đâu được chứ? Anh đẹp thế như này, đến một giờ không ở bên cạnh em anh cũng không thể chịu nổi đâu. Ưn tê đưa Yuha đến nhà của chị gái. Hù, hổ đến rồi đây. Ôi trời ơi. Chị, hổ à? Bà hổ thú vị lắm, con chơi rất là vui luôn. Không khí gia đình hòa thuận là suối nguồn của mọi hạnh phúc. Ưn tê nhìn thấy chị gái hòa thuận với hai mẹ con Yuha như vậy, khiến nỗi lo lắng cuối cùng của anh cũng được buông xuống. Thế nhưng bố Yuha cùng mẹ tương lai Jin-hee lại bị theo dõi giám sát. Tất cả những điều này đều là sự sắp đặt của chồng cũ Jin-hee. Xem ra thời gian ngủ nghỉ mỗi ngày của Jin-hee rất có quy luật. Quy luật ngủ nghỉ đó của cô ta chắc chắn sẽ có một ngày thay đổi. Và ngày đó cũng chính là ngày mà chúng ta hành động. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Đại thần Jin-hee lương thiện tự nhiên cũng sẽ có cát nhân thiên tướng. Chị gái của Yuha đồng ý làm người giám hộ thành niên cho Jin-hee. Con sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ dì. Dì đừng để bệnh tình tệ đi. Hãy ở bên bố và chúng con như bây giờ vậy. Mẹ. Một tiếng mẹ này khiến Jin-hee vui vẻ không thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để bệnh xấu đi. Mẹ sẽ tiếp nhận trị liệu thật tốt, chống lại bệnh tật, tiếp tục bảo vệ dáng vẻ hiện tại của mẹ. Từ khi phản đối mình và bố con bé ở bên nhau đến bây giờ đã chấp nhận mình. Hơn nữa còn gọi mình một tiếng mẹ. Điều này khiến cho trái tim Jin-hee cũng tan chảy theo. Hôm nay, Jin-hee và bố Yuha đều cảm thấy hình như những chuyện xảy ra dạo gần đây có gì đó. Không đúng, tại sao luôn có người bám theo dõi Jin-hee chứ? Jin-hee, em có nhớ anh là ai không? Anh có ý gì? Hai. Vẻ mặt hắn lúc đó rõ ràng là đã biết được gì đó rồi. Nếu như Dong Jin biết được bệnh của mình, hắn có thể sẽ làm gì chứ? Jin-hee đi đến công ty, bà hỏi con trai có phải bố cậu từng về nhà không? Quả nhiên đúng như những gì Jin-hee nghĩ. Thứ tư, 2 giờ chiều. Jin-hee, hiện tại em đang bao nhiêu tuổi? Tôi 24 tuổi. Vậy sao? Em 24 tuổi sao Jin-hee? Xem ra may mắn từng bị em cướp đi bây giờ đều quay lại trên người anh rồi. Thì ra chồng cũ sớm đã biết được bệnh tình của Jin-hee, người theo dõi mấy ngày nay, cũng như những chuyện kỳ lạ xảy ra chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Hôm nay, bố Yuha tập hợp hết con cái trong nhà lại một chỗ, nói cho mọi người biết về bệnh tình của Jin-hee. Ông hy vọng các con có thể cùng ông chăm sóc thật tốt cho Mi-eun. Cùng lúc này, hình như Jin-hee lại đang phát bệnh ở phòng tập gym rồi, và chồng cũ của Jin-hee lập tức nhận được điện thoại. Tình trạng của Jin-hee sao rồi? Nhìn thì có vẻ không được bình thường cho lắm. Cô ta còn không cầm theo túi sách, cứ đi người không như vậy thôi. Đi theo cô ta, xem cô ta đi đâu. Tôi sẽ lập tức đến. Đại diện Giang, bạn cũ của Jin-hee vẫn còn chưa mất hết lương tâm. Ông ta gọi điện cho con trai Jin-hee. Cậu nhanh đi ngăn bố cậu lại đi. Ông ấy đã làm cái gì? Jin-hee đang lang thang vô định đi trên đường thì bị người ta va vào. Đúng vào lúc này, chồng cũ của bà xuất hiện. Em phải bán nhà nên hôm nay em đến đây là để ký tên. Chẳng phải em nói là phải đích thân xác nhận hợp đồng rồi mới ký tên sao? Người mua nhà đang đợi em rồi. Ở đây, ở đây. Em đã ký tên vào hợp đồng rồi. Anh là người đại diện có giấy ủy quyền của em. Những chuyện còn lại cứ để anh lo liệu. Choi Jong Jin, thứ mà anh muốn chính là nhà của tôi sao? Jin-hee chính là một phú bà nhan sắc vô song với khối tài sản bạc tỷ, thế nhưng lại mắc phải chứng mất trí nhớ. Chồng cũ của bà chẳng những không giúp đỡ mà còn nhân lúc bà phát bệnh, chớp cơ hội cướp lấy tài sản của bà. Em đã ký tên vào hợp đồng hết rồi, anh là người đại diện có giấy ủy quyền của em, những chuyện còn lại cứ để anh lo liệu đi.
Choi Jong Jin. Thứ mà anh muốn chính là nhà của tôi sao? Một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân huệ. Mặc dù người chồng cũ đáng xấu hổ này không niệm tình cũ, nhưng Jin Hee vẫn quyết định cho hắn một cơ hội nữa. Vào lúc Jin Hee chuẩn bị rời đi, hình như lại bị phát bệnh, bà còn không cầm theo tờ hợp đồng mình vừa ký tên vào. Sao cô ta lại để lại bản hợp đồng đã ký tên chứ? Lẽ nào bây giờ đầu óc cô ta lại không được tỉnh táo rồi, thế nên mới quên mất mình đã ký tên vào hợp đồng? Xem ra tên chồng cũ của Jin Hee vẫn chưa từ bỏ dã tâm, hắn bám theo Jin Hee, quan sát nhất cử nhất động của bà. Nếu như Jin Hee có biến mất, ngay cả có biến mất từ bây giờ đằng nào cũng chỉ là bệnh nhân đi lạc mà thôi. Hắn ta vậy mà dám có ý đồ xấu với Jin Hee. Đúng vào lúc này, người yêu Jin Hee và các con chạy đến chỗ bà. Park Hee Osop, sao anh đến nhanh thế? Là em liên lạc với anh, bảo anh đến nhanh đi. Em vẫn luôn nắm chặt điện thoại, em làm tốt không? Đúng, đúng, giỏi lắm, giỏi lắm. Chúng ta nhanh về nhà thôi. Các con, đi thôi. Mẹ không sao chứ? Ừ, mẹ không sao hết. Tên chồng cũ đáng khinh này không cam tâm. Bố Yu Ha gọi con trai của Jin Hee cùng chồng cũ đến, nói cho cậu biết chuyện lần này. Đối với cô ấy mà nói cho con biết bệnh của mình còn đáng sợ hơn bệnh của cô ấy. Con trai Jin Hee tìm đến bố của cậu, chất vấn hắn ta tại sao lại làm như vậy? Sao bố lại biến thành cái bộ dạng này chứ? Ngày xưa bố không phải loại người này, không hề độc ác đến mức độ này, không phải sao? Bố muốn trưng bộ mặt nào ra để gặp mẹ đây? Cô ta trước giờ chưa từng xem con là con trai cô ta. Nếu như cô ta xem con là con trai ruột của mình, thì sẽ không tìm người khác đến làm người giám hộ trong khi rõ ràng còn có con đây. Bây giờ, người thân của con chỉ có một mình bố mà thôi, giữa chúng ta còn có quan hệ huyết thống, con là cốt nhục của bố đấy. Rốt cuộc con cũng biết tại sao mẹ lại phải tìm người khác đến làm người giám hộ rồi. Bởi vì con có quan hệ huyết thống với bố, vĩnh viễn cũng không thể bảo vệ được mẹ. Dưới tình huống như vậy, người đau khổ nhất có lẽ chính là con cái đứng giữa bố mẹ. Lúc Moon Sik về đến nhà, nhìn thấy người mẹ không cùng huyết thống với mình kia đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, cũng không hề vì người cha vô liêm sỉ kia của Moon Sik mà trách móc anh. Điều này càng làm anh cảm thấy có lỗi với Jin Hee hơn. Con không sai gì cả. Con đừng nghĩ mình sẽ phải gánh chịu lỗi lầm của bố mình, làm ơn con đừng nghĩ như vậy. Con xin lỗi. Nhiều ngày sau, cuối cùng chồng cũ Jin Hee cũng hành động. Hôm nay ký tên đi, tôi chuẩn bị tài liệu xong sẽ qua đó. Đây là cơ hội cuối cùng trong đời mình, chỉ cần kết thúc trước khi Mi-eun hồi phục ký ức là được. Sau đó kể cả mọi chuyện có bị lôi ra ánh sáng đi chăng nữa thì mình cũng ra nước ngoài rồi. Chỉ cần lợi dụng giấy ủy quyền chuyển hết tiền vào tài khoản của mình, tất cả sẽ kết thúc. Cùng lúc đó, Jin Hee cũng bắt đầu hành động. Bà đã từng cho chồng cũ một cơ hội, hiện tại đã nhìn rõ lựa chọn mà hắn chọn. Có phải đến bây giờ Choi Jong Jin vẫn nghĩ rằng đại diện Giang đã đánh cháo thuốc của tôi không? Chắc chắn hắn cho rằng bệnh tình của tôi đã nghiêm trọng hơn rồi. Có lẽ hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình có cơ hội cướp hết tài sản của tôi. Đúng vào lúc chồng cũ Jin Hee chuẩn bị ký hợp đồng với bên mua nhà, thì đột nhiên con trai hắn xuất hiện. Moon Sik, sao con lại đến đây? Moon Sik, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Choi Jong Jin sẽ âm thầm rời đi hay là sẽ tự mình để lại đủ bằng chứng cho cảnh sát bắt đi chỉ vì lòng tham của mình. Nói tóm lại, bây giờ chính là lúc ông ta phải trả giá rồi. Những người yêu nhau cuối cùng cũng trở về chung một mái nhà. Lễ kết hôn này, Yu Ha cùng Eun Tae chỉ mời 3 người, nhưng bọn họ còn cần có được sự đồng ý của một bạn nhỏ nữa mới được coi như viên mãn. Eun Su à, chú muốn được làm bố của Eun Su, nhưng con đã có bố rồi. Chú muốn làm người bố thứ hai của con, có thể cho chú một cơ hội không? Vâng ạ. Mặc dù hơi có lỗi với bố một, nhưng cháu cảm thấy chú có thể làm bố hai của cháu rất vui. Eun Su, chị gái nhìn thấy Yu Ha em gái mình hạnh phúc như vậy, thật sự thấy mừng thay cô. Chị, em thật sự rất hạnh phúc, vì vậy từ bây giờ trở đi, chị không cần phải lo lắng cho em nữa đâu. Chị như mẹ của em vậy, cảm ơn chị. Chính vì có chị nên chúng em mới chưa từng cảm thấy trống vắng hình bóng của mẹ. Lúc này, người nhà Yu Ha và Eun Tae cũng đang tranh cãi về việc chuẩn bị đám cưới cho hai người. Những khách quan trọng của chúng ta đại khái có khoảng 1.000 người, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng phải to chừng ấy. 1.000 người á? Eun Tae với Yu Ha lần đầu tiên nhìn thấy danh sách khách dự đám cưới dày như vậy, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Đám cưới mà chúng ta muốn làm rõ ràng không phải như này. Vậy cứ theo ý muốn của chúng ta mà tổ chức đi. Bây giờ đi luôn đi. Bây giờ đi gây chuyện đi. Được thôi, từ lâu em đã muốn đi gây chuyện một lần với giáo sư Dung đây rồi. Bà xã, Eun Tae và Yu Ha đã hoàn thành hôn lễ, chuẩn bị nói cho hai bên gia đình biết chuyện. Mọi người tạm dừng thảo luận một chút, chúc mừng bọn con trước đi. Hôm nay hai đứa con đã kết hôn rồi. Bọn con vừa mới hoàn thành đăng ký kết hôn xong.
Bố Yu Ha cùng Jin Hee lại không hề bất ngờ lắm, thế nhưng chị gái cùng anh rể Eun Tae lại vô cùng kinh ngạc. Hai người còn đang định mời hơn 1.000 khách đến lễ cưới của họ. Còn kế hoạch của chị thì sao? Chị muốn giúp hai đứa tổ chức một lễ cưới thật hạnh phúc, ước mơ nhỏ bé đó của chị phải làm sao đây? Bọn em nhận tâm ý của chị thôi, không được sao? Dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn tổ chức hôn lễ làm gì chứ? Em tán thành, anh chị hạnh phúc là được rồi, hình thức thì quan trọng gì chứ? Đúng đó bố, nhìn bọn nó thật sự rất hạnh phúc mà. Thật sự không sao chứ? Đây chính là hôn lễ hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Hôm nay, chồng cũ của Jin Hee vẫn chưa từ bỏ dã tâm của mình. Bố vẫn quyết định bán nhà của mẹ đi sao? Đây chính là cơ hội đổi đời cuối cùng của bố. Rốt cuộc, tại sao bố lại phải dựa vào việc cướp tài sản của mẹ để mà đổi đời chứ? Con là con trai của bố, là máu thịt của bố, chỉ một lần này thôi là được rồi, con bỏ qua cho bố một lần này đi. Bố đừng đi, đừng đi. Vì con đi, bố cứ coi như vì lợi ích của con đi. Chồng cũ Mi Eun đã bị đồng tiền che mờ đi hai mắt, sớm đã không nghe lọt tai bất kỳ lời nào nữa rồi. Con trai hắn biết rõ, bố mình đã không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa, đã không còn đường để quay lại nữa rồi. Tài liệu vô cùng hoàn chỉnh đấy. Đương nhiên rồi, ông Choi Jong Jin, ông chỉ cần lấy tiền rồi rời đi là được. Nhưng đối với tôi mà nói, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Vậy thì, chúc ông may mắn. Chúng tôi là phòng điều tra tội phạm thông minh của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul. Ông Choi Jong Jin, bây giờ ông sẽ bị bắt vì nghi ngờ gian lận, đe dọa và xúi dục vì lợi nhuận. Xin hãy chuẩn bị tâm lý đối mặt với những bản án khắc nghiệt. Jin Hee đã nhận được tin chồng cũ của bà đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Moon Sik có lẽ đã cố gắng thuyết phục anh ta quay đầu lại đến phút cuối cùng, xem ra anh ta không chịu nghe lời khuyên. Bố Yu Ha từ đó lại vô cùng lo lắng cho con trai Moon Sik của Mi Eun, tận mắt nhìn thấy bố ruột mình đi vào con đường không thể quay đầu. Đối với một người làm con mà nói, đây chính là một chuyện vô cùng đau khổ. Ở công ty hay trong nhà đều không có tung tích của Moon Sik, Hyo Sop trở về tiệm giày của mình, không ngờ Moon Sik lại đang ở đây. Bố con đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Là con khiến cho ông ấy bị bắt, cũng chính con là người đã để ông ấy đi nên ông ấy mới bị bắt. Rõ ràng con biết nếu để bố đi, ông ấy nhất định sẽ bị bắt nhưng con vẫn cứ để cho ông ấy rời đi. Về nhà đi, chúng ta cùng nhau ăn tối. Hôm nay, Mi Eun đến phòng giam. Sao lại gọi tôi đến đây? Anh lo bệnh của em mấy hôm nay bị nghiêm trọng hơn. Bây giờ mới lo lắng, hình như đây không phải lời của người sai người khác đi cháo thuốc của tôi nên nói đâu. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi nên mới bắt đầu thấy lo cho em. Dù sao em cũng đã thay anh nuôi lớn Moon Sik. Anh nhờ em thêm một chuyện nữa nhé, đừng để đứa con đó đến thăm anh. Mối quan hệ mẹ chồng con dâu vẫn luôn là một câu hỏi khó trả lời. Mẹ chồng của chị gái Yu Ha nhìn thấy con dâu ngày nào cũng đến quét dọn tiệm cà phê trước khi đi làm, ngày qua ngày cũng khiến bà thấy vô cùng cảm động. Sun Ha, mẹ không tự tin có thể đối với con giống như đối với Kyung Soo, dù sao nó cũng là đứa con do mẹ sinh ra. Không thể nào giống với con do người khác sinh ra được, nhưng gần 10 năm qua cũng có tình cảm với nhau rồi, có lẽ sẽ không giống nhau. Nếu như chúng ta tiếp tục vun đắp tình cảm, cũng sẽ có một ngày nào đó con sẽ trở thành con ruột của mẹ. Cứ coi như đây là mục tiêu trước đi. Con chỉ cần vậy là đủ rồi. Mẹ, lời mẹ chồng Sun Ha nói vô cùng thực tế. Có lẽ tôn trọng lẫn nhau, bao dung hơn một chút, thông cảm hơn một chút. Quan hệ mẹ chồng con dâu mới có thể phát triển tốt được. Em gái Yu Ha đang giúp bố quản lý tiệm giày. Cô cứ như một nhà kinh doanh thiên tài vậy. Nhờ có sự sáng tạo cùng khả năng kinh doanh của cô, việc buôn bán của tiệm giày cũng ngày càng tốt hơn. Hôm nay, Jin Hee đến bệnh viện kiểm tra lại, triệu chứng của chứng mất trí không bị ác hóa. Nhưng Mi Eun vẫn không hài lòng với tình trạng hiện tại. Bà không muốn cứ bị động như vậy chờ bệnh tình hồi phục. Nhìn tòa cao ốc mình sở hữu, lúc mới có được tòa nhà này cảm giác cứ như có được cả thế giới vậy. Jin Hee gọi Eun Tae đến công ty. Nghiên cứu của con cùng giáo sư Han ở bệnh viện Hyun Jong về chứng mất trí nhớ thể Louis tiếp tục liệu có thể thành công không? Tỷ lệ thành công còn thấp hơn nhiều so với những nỗ lực cùng thời gian bỏ ra. Jin Hee vẫn quyết định bán tòa cao ốc đi để đầu tư vào hạng mục nghiên cứu này mà Eun Tae tham gia. Đầu tư của mẹ chưa bao giờ thất bại cả, chỉ cần mẹ đầu tư, nhất định sẽ phát hiện ra phương pháp trị liệu cùng thuốc cho bệnh của mẹ. Vận khí của mẹ thực sự tốt lắm đấy. Hôm nay, Yu Ha quyết định đưa con gái cùng đi với Eun Tae sang châu Phi, vì để hoàn thành lý tưởng chữa bệnh từ thiện của ông xã, một nhà ba người sẽ sinh sống ở đó một thời gian. Quả nhiên em là người không thể thiếu của ai đó nhỉ? Đúng vậy, trước lúc rời đi, bọn họ còn phải tận mắt chứng kiến một chuyện vô cùng trọng đại nữa. Jin Hee cùng em gái Yu Ha và con trai mình đi đến nơi mà tất cả mọi người đã chuẩn bị cho bà một sự bất ngờ dành riêng cho bà.
Bộ phim đến đây là kết thúc. Ong Mật cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.